hồi 91, Bạch Long Sứ chấp trưởng ngũ long lệnh. Lục tiên sinh lại hỏi, vô căn đạo trưởng, đạo trưởng có cao kiến gì không? Vô căn đạo lớn tiếng đáp như thế cũng phải, Hồng giáo chủ nguyên là một vị lão huynh đệ của chúng ta. Lão nhân gia tài kiến văn võ hơn người khác gấp 10 lần. Chúng ta đã tôn lão nhân gia lên làm giáo chủ, ai cũng dốc giả trung thành, làm gì có chuyện nhị tâm. Nhưng từ ngày lão nhân gia lấy vị phu nhân này, tính tình thay đổi rất nhiều chỉ muốn cất nhắc bọn thiếu niên tân tiến, còn những anh em già nua bị tàn sát dần. Thanh Long Sứ sở dĩ bạo động là chỉ cầu cho được toàn tính mạng chứ không có ý gì khác. Bây giờ giáo chủ cùng phu nhân đã tuyên thệ trước mặt giáo chúng, quyết chẳng có lý nào còn truy cứu câu chuyện xảy ra bữa nay để cố ý sát hại lũ già nua. Vậy chúng ta hà tất còn đem lòng phản nghịch, mặt khác, thần Long Giáo không thể thiếu một vị giáo chủ như lão nhân ra được. Bọn thiếu niên nam nữ đồng thanh lớn tiếng hô, hồng giáo chủ chọn đời hưởng phước, thọ ngang thượng đế. Lục tiên sinh nói, vì công tử, vì công tử không uống rượu hùng hoàng nên không chúng phải chất độc bách hoa phúc xà cao mà bữa nay lập nên công trạng. Xem thế đủ biết trong cõi minh mang quả có thượng đế an bài. Tiên sinh dừng lại một chút rồi tiếp muốn hóa giải chất độc này chẳng có gì khó khăn. Công tử ra ngoài múc nước lạnh cho mọi người uống là giải được ngay. Vì tiểu bảo cười nói, té ra cách giải độc chỉ có thế thôi. Gã ra ngoài sảnh đường không tìm được nước lạnh, liền quanh vào phía sau nhà đại sảnh thấy bầy hàng một dãy hơn hai chục cây an lớn đều chứa đầy nước trong. Nguyên nước này chữ sẵn để phòng cứu hỏa nếu căn nhà trúc này bị cháy. Gã múc một thùng nước đầy đem vào sảnh đường đưa cho hồng giáo chủ uống trước một bầu. Bầu thứ hai đưa cho hồng phu nhân, bầu thứ ba đưa cho vô căn đạo nhân gã vừa đưa nước cho đạo nhân vừa nói, đạo trưởng, đạo trưởng thật dáng mặt anh hùng hảo hán. Gã đưa bầu thứ tư và thứ năm cho ủy tôn giả cùng lục tiên sinh. Bầu thứ sáu đưa cho mộc kiếm bình, mọi người uống nước lạnh vào đều nôn ra ồng ục, rồi từ từ cử động chân tay được. Vì tiểu bảo múc nước thêm cho mấy người nữa uống xong thì lục tiên sinh đã đứng lên được. Lão lại nâng thanh long sứ hứa tuyết đình dậy để điều trị vết thương cho cầm máu bọn ủy tôn giả đứng dậy được liền đi lấy nước cho các giáo chung uống. Chẳng bao lâu Mộc Kiếm Bình cũng cứu tỉnh xong mấy thiêu nữ áo hồng. Bao nhiêu người uống nước lạnh rồi mửa thốc mửa tháo đầy nhà, mùi hôi thối sông lên sặc sụa rất khó người. Hồng Phu Nhân nói, bữa nay các vị hãy về nghỉ, mai sẽ đến hội họp. Hồng giáo chủ ra lệnh, mọi người không được nhân vụ xảy ra bữa nay mà gây lộn xộn hoặc thù nghịch nhau bản tòa đã bỏ không cứu xét chuyện đã qua thì giữa anh em giáo chung cũng không được gây chuyện xích mích. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị trọng phạt, bọn thiếu niên trong ngũ long không được có thái độ bất kính với trưởng môn sứ. Trưởng môn sứ cũng không nên tìm cớ để sửa trị bọn thiếu niên trong bản môn. Mọi người đều đồng thanh vâng dạ, ai nấy tưởng chừng như cất bỏ được gánh nặng bên lòng. Hồng phu nhân cất giọng ôn nhu, bạch long sứ, người hãy theo ta, vì tiểu bảo vẫn chưa biết mù gọi mình. Gã thấy mù vẫy tay mới nhớ ra mình giữ chức bạch long sứ trong thần long giáo. Gã liền chạy lại, giáo chủ cùng phu nhân sóng vai ra khỏi nhà đại xanh Bọn giáo chúng cử đông được rồi đều đứng lên khom lưng hành lễ, lớn tiếng hô, hồng giáo chủ hưởng phúc trọn đời, thọ ngang thượng đế. Giáo chủ cùng phu nhân đi trên con đường lát đá xanh ở mé tả sảnh đường xuyên vào rừng trúc lên thẳng bình đài. Trên đài đã cất mấy căn nhà trúc, mười mấy nam nữ thiếu niên mặc quần áo đủ màu sắc canh giữ trước sau tòa nhà, chúng thấy giáo chủ đến liền khon lưng hành lễ. Hồng phu nhân dẫn vi tiểu bảo vào, mụ nhìn một thiếu niên áo trắng giới thiệu đây là vi công tử mới nhậm chức trưởng môn sứ Bạch Long Môn. Người mời y về xương phòng phía đông nghỉ ngơi, các người phải hầu hạ cho chu đáo, mụ nói xong nhìn vi tiểu bảo mỉm cười rồi đi vào nội đường. Mấy tên thiếu niên áo trắng nhìn Vi Tiểu Bảo khom lưng thi lễ nói, bọn thuộc hạ xin tham kiến trưởng môn sứ. Vi Tiểu Bảo ở Hoàng Cung đã làm thủ lãnh thái giám, tại thiên địa hội làm hương chủ, rất quyên với chuyện người ta kính cẩn mình nên vẫn thản nhiên, chỉ gật đầu đáp các người bất tất phải đa lễ. Mấy tên thiếu niên áo trắng dẫn gã vào xương phòng phía đông rồi bưng trà đến. Tuy gọi là xương phòng nhưng gian nhà này khá rộng rãi, cách trần thiết rất thanh lịch trên bàn cùng mặt kệ bày đầy đồ cổ ngoạn bằng kim ngọc. Trên vách treo vô số tự hỏa, trên giường chăn đệm rất hoa mỹ, căn phòng này chẳng khác phòng ốc của Hoàng Cung mấy, mấy tên thiếu niên thay gã tuy còn nhỏ tuổi, nhưng được Hồng Phu Nhân trọng vọng mà giáo chủ lại để gã sống ở tòa tiên phúc cư này là một nơi mà người ngoài không được vào, thì biết vị bạch long sứ của chúng được đặc biệt trọng đãi, địa vị còn cao hơn bốn vị trưởng môn sứ kia. Bọn thiếu niên canh giữ nơi đây chưa biết biến cố ngoài đại sành, nhưng thấy vi tiểu bảo ở ngôi cao lại được giáo chủ cùng phu nhân sủng ái, nên chúng liền ân cần hầu hạ. Chiều hôm ấy vi tiểu bảo hỏi mấy tên thiếu niên áo trắng cho biết luật lệ ở ngũ long môn. Nguyên thần long giáo chia làm ngũ môn, trưởng môn sứ đều là những tay cao thủ tinh thâm đã lập nhiều đại công cho giáo phái. Vì tiểu bảo là một thiếu niên tân tiến lên nhậm chức cao vì gã đã cứu được tính mạng cho giáo chủ cùng phu nhân sáng sớm hôm sau Hồng giáo chủ cùng Hồng phu nhân ra nhà đại sảnh triệu tập đại hội giáo chúng. Trên nét mặt mọi người vẫn lộ vẻ lo âu, không hiểu giáo chủ đối với sự việc hôm qua có để tâm và xử trị gì không. Tuy giáo chủ đã tuyên thệ không truy cứu nữa, nhưng lão là người tâm địa rất thâm trầm, ai mà tiên liệu được chủ ý của lão có hành động bất chắc hay không? Hồng giáo chủ cất tiếng hỏi, thương thế của thanh long sứ ra sao? Lục tiên sinh khom lưng đáp, khải bẩm giáo chủ thương thế của thanh long sứ rất trầm trọng hiện giờ khó mà biết được tính mạng y có được bảo toàn hay không giáo chủ lấy trong bọc ra một cái bình sứ màu hồng tươi nói đây là ba viên thiên vương bảo mệnh đan người cầm lấy cho y uống lão nói rồi không đưa tay lên chiếc bình sứ đã từ từ bay đến trước mặt lục tiên sinh lục tiên sinh đưa vội tay ra đón lấy phục lại xuống đất nói kính tạ hồng ân của giáo chủ Tiên sinh biết thuốc thiên vương bảo mệnh đan này vô cùng chân quý. Chính giáo chủ đã phái bộ thuộc đi thu thập những dược tài kỳ chân ở các nơi đem về chế luyện mới thành. Trong thiên vương bảo mệnh đan có nhân sâm già đã 300 năm, bạch hùng đảm, tuyết liên cùng nhiều dược vật khác. Điều đáng quý nhất là giáo chủ phí rất nhiều tâm lực đích thân chế luyện mấy phen mới được hơn một chục viên. Hứa tuyết đỉnh uống ba viên linh đan này vào thì tính mạng không còn gì đáng ngại nữa kỳ dư các vị lão huynh đệ nhất tề khôn lương tạ ơn bụng bảo dạ hôm qua thanh long sứ phạm tội phản nghịch ngạo mạn giáo chủ như vậy lại còn toan giết hại lão nhân gia thế mà bữa nơi giáo chủ lão nhân gia lại ban chân dược cứu mạng cho y thì thực tình lão nhân gia không để tâm đến đại tội nữa ai cũng lấy làm an ủi rất nhiều Hồng phu nhân rất tươi cười hỏi bạch long sứ ta nghe nói ở trên ngũ đài sơn ngươi đã được coi một tấm bia đá có khắc khoa đầu văn phải không vì tiểu bảo khom lưng đáp đúng thế quỷ tôn giả lên tiếng khải bẩm giáo chủ cùng phu nhân thuộc hạ có phóng bài văn đó đem theo đây lão lấy trong bọc ra một gói vải rồng tiếp theo lão lấy ra một bức chữ thật lớn treo lên tường mé đông quả nhiên đó là thứ văn tự cổ quái chẳng ai biết một chữ nào hồng phu nhân lại hỏi bạch long sứ người đã biết thứ văn tự này thì đọc lên cho mọi người cùng nghe vì tiểu bảo giả một tiếng rồi đưa mắt nhìn vào bức cổ văn lớn tiếng đọc thuộc lòng bài văn của lục tiên sinh đã dạy gã, năm trinh quan thứ hai, tháng 10, ngày giáp tí. Gã từ từ đọc xuống, thỉnh thoảng có chữ quyên liền nói, ồ, chữ này là chữ gì? Khó nhận quá, à phải rồi, đây là chữ, ma. Gã đọc đến câu tiên phúc vĩnh hưởng, phổ tế sùng kính, thọ giữa thiên tề văn võ nhân thánh. Gã đưa vào bốn chữ, liên đồng phu nhân, thực ra rất thô tục so với văn bia. Giả sử lục tiên sinh hành văn thì đã đưa vào chữ thanh nhã hơn. Nhưng vì tiểu bảo bất thông văn lý thì còn hiểu thế nào là văn chương nữa. Gã không đổi bốn chữ thành năm thì đã là quý rồi. Hồng phu nhân nghe nói tới bốn chữ, liên đồng phu nhân, liền mặt mày hớn hở nhìn trượng phu nói, giáo chủ, trong văn bia quả có nhắc đến tiện thiếp, đâu phải bạch long xứ bịa chuyện. Hồng giáo chủ cũng cực kỳ cao hứng, gật đầu đáp, hay lắm hay lắm quả là lòng trời an bài từ trước ngày nay chúng ta dựng ra thần long giáo mà đời trinh quan nhà đại đường đã được coi trên trời cáo thị rồi giáo chúng trong sảnh đường lại tung hô giáo chủ hưởng phúc chọn đời thọ ngang thượng đế bọn lão huynh đệ vào hàng vô căn đạo nhân cũng trong lòng cực kỳ kinh hãi miệng lẩm bẩm té ra giáo chủ cùng phu nhân đã ứng điểm trời từ trước thế thì còn ai mạo phạm đến hại lão nhân ra được vì tiểu bảo sau cùng đọc tới chỗ pho tứ thập nhị trương kinh hiện để ở đâu hồng phu nhân thở dài nói, những bậc thánh hiền hào kiệt thương dân cứu đời quả nhiên đã được đức thượng đế an bài từ trước. Cả bọn ác tắc hại dân như ngô tam quế cũng trong vốn bản tính của nhà trời. Giáo chủ, tám pho bảo kinh đó đã thuộc sở hữu của bản giáo, vậy chẳng sớm thì muộn sẽ đem về đây. Giáo chủ vuốt râu mỉm cười đáp, phu nhân nói phải lắm, mọi người lại hô lớn, thọ ngang thượng đế thọ ngang thượng đế, hồng giáo chủ chờ cho sảnh đường yên tĩnh, trở lại ngồi tuyên bố. Bây giờ đến khai hương đường để làm lễ trao chức trưởng môn sứ Bạch Long môn cho vi tiểu bảo. Nghi tiết ở khai hương đường trong thần long giáo khác với thiên địa hội. Vi tiểu bảo thấy trên hương án đặt 5 chiếc mâm vàng. Trong mỗi mâm có một con rắn nhỏ cũng chia 5 sắc, đỏ, trắng, xanh, vàng, đen. 5 con rắn nhỏ ngẩng đầu cao lên, lưỡi thỏ ra thụt vào không ngớt mình nó cuộn lại nằm im không nhúc nhích. Vì tiểu bảo lại, ngũ sắc thần long, xong rồi quay lại xa giáo chủ cùng phu nhân. Sau đó gã tiếp thụ những lời chúc hạ của bọn vô căn đạo nhân. Hồng phu nhân rót ba chung rưỡi hùng hoàng đưa cho vi tiểu bảo, bạch long sứ uống rượu này vào thì bao nhiêu thần long trên đảo đều biết ngươi là người nhà. Từ nay trở đi chúng không cắn ngươi nữa giáo chủ lai tặng cho vi tiểu bảo một chuỗi hạt châu bằng hùng hoàng để gã đeo sát vào da thịt đặng trừ bách độc khỏi xâm nhập vào mình. Sau đó bọn chấp sự và bọn thiếu niên ở Bạch Long Môn đều đến làm lễ tham kiến trưởng môn của bản môn. Giáo chủ lại ra lệnh hiện nay trưởng môn sứ Thanh Long Môn còn nghỉ dưỡng bệnh, vậy công việc ở môn này tạm giao cho bạn đầu đà xử lý. Bao giờ Thanh Long Sứ khỏi bệnh sẽ trở lại chấp trường? Quỷ tôn giả khom lưng nhân lệnh. Giáo chủ lại nói, ngũ long sứ và lục cao hiên sáu người hãy đến nhà hậu sảnh bàn việc. Lão nói rồi cùng phu nhân rời chỗ ngồi đi xuống, mọi người trong sảnh đường tiền hô hậu ủng đi theo, bọn vô căn đạo nhân, vi tiểu bảo, ủy tôn giả, lục tiên sinh cũng đi theo. Bây giờ vi tiểu bảo mới biết lục tiên sinh tên gọi lục cao hiên. Nhà hậu sảnh ở phía sau nhà đại sảnh, sảnh đường này rất nhỏ hẹp. Ở giữa đặt hai chiếc ghế lớn là chỗ ngồi của giáo chủ cùng phu nhân. Phía trước đặt năm ghế thấp hơn, ba vị trưởng môn sứ chia nhau ngồi vào, quỷ tôn giả cũng ngồi vào một ghế. Lão quay lại bảo vi tiểu bảo mời bạch long sứ an tọa vì tiểu bảo thấy lục tiên sinh không có ghế ngồi, gã ngần ngử đưa mắt ngó nhìn y thì lục tiên sinh mừng cười nói mời bạch long sứ an tọa đi, trong tiềm long đường này không đặt ghế cho tại hạ cùng giáo chúng vì tiểu bảo chắc đây là luật lệ của A Thần Long Giáo. Quỷ tôn giả sở dĩ được ngồi một ghế là vì lão xử lý thường vụ đại diện cho Thanh Long Sứ. Chính lão cũng không có chỗ ngồi, gã nghĩ vậy rồi ngồi xuống ghế. Lục tiên sinh đứng đằng sau gã, hồng giáo chủ hỏi văn bia chỉ thị tám bộ tứ thập nhị trương tinh để giải rác bốn phương, mà Hắc Long Sứ lại báo cáo hiện nay bốn bộ ở Hoàng Cung nghĩa là làm sao? Hắc Long Sứ đã chắc là những bộ ở Thiếu Lâm, Mộc Phương Phù cùng vài nơi khác bị bọn Thái Đát đoạt được đem về hoàng cung. Giáo chủ trầm ngâm không nói gì. Hắc Long sứ lộ vẻ sợ hãi, hắn chẳng hiểu giáo chủ có thỏa mãn về lời giải thích vừa rồi của hắn không. Lát sau, Hồng Phu nhân mỉm cười nói, Hắc Long sứ phái người vào hoàng cung lấy kinh. Theo lời Phúc Trình thì chúng ta tận tâm kiệt lực hoạt động mà cho tới bây giờ chưa lấy được bộ nào vụ này chúng ta nên phái người có phúc phận lớn phụ trách mới làm được Hoàng Long Sứ vội nói theo, phu nhân quả là cao kiến, việc lấy kinh quan hệ trọng đại tương đương với phúc phận của người được phái đi. Thuộc hạ nghĩ rằng chẳng phải hắc Long Sứ không chịu tận lực gắng sức hết lòng vì giáo chủ lập công, chắc là y kém phúc nên bảo kinh không lấy vào tay được. Hồng phu nhân mỉm cười hỏi, theo ý ngươi thì ai là người có dù phúc phận về việc này? Hoàng Long Sứ đã trong bản giáo nhân vật phúc phận lớn nhất dĩ nhiên là giáo chủ lão nhân gia thứ hai là phu nhân nhưng không thể để giáo chủ cùng phu nhân thân tự xuất mã sau hai vị lão nhân gia bạch long sứ là người đứng đầu về phúc phận y đọc được văn bia lại lập nên công lớn trên ấn đường của y thấp thoáng ánh hồng quang chứng minh phúc phân của y không phải tầm thường bọn thuộc hạ của giáo chủ không ai bị kịp giáo chủ vuốt râu mỉm cười hỏi bạch long sứ còn là đứa trẻ nít liệu có đảm đương được nhiệm vụ lớn lao này không trước vị bạch long sứ ở thần long giáo tuy rất cao cả mà vi tiểu bảo chẳng thèm để ý gã đã bị hãm mình trên đảo thì gặp sao hay vậy để cầu an đừng nói đến trước bạch long sứ ngay đến môi giáo chủ gã cũng chẳng muốn làm lòng gã chỉ nóng được về kinh cho chóng vì tiểu bảo nghe giáo chủ nói vậy thì nghĩ ngay đến đây là một cơ hội tốt nhất để gã thoát thân gã liền đáp bẩm giáo chủ, thưa phu nhân, thuộc hạ được hai vị lão nhân ra đề bạt trong lòng rất lấy làm cảm kích. Thuộc hạ chẳng có tài năng cũng không bản lãnh, nhưng trông vào hồng phúc của hai vị lão nhân ra, thuộc hạ nghĩ rằng có phúc là có phận, thuộc hạ rất hy vọng có thể trà trộn vào hoàng cung để lấy cắp được bốn pho bảo kinh đó. Hồng giáo chủ gật đầu ra chiều vừa dạ, hồng phu nhân cả mừng nói, bạch long sứ chịu phấn khởi tinh thần tận tâm kiệt lực vì công việc của bản giáo, đủ tỏ ra hết giả trung thành đối với giáo chủ. Ta biết ngươi là người thông minh lanh lợi lại có phúc phận lớn lao thì e rằng phái ngươi lên trời làm việc lớn cho giáo chủ ngươi cũng có thể thành công. Hồng giáo chủ chậm rãi nói, theo lời báo cáo của Hắc Long Sứ thì những tên bộ thuộc của y được phái đến Hoàng Cung đã đưa tin ra. Hoàng đế có một tên tiểu thái giám rất thân cận tên gọi tiểu quế từ gì đó. Vì tiểu bảo nghe đến ba chữ tiểu quế tử, không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ thầm, em ế mà bị lộ tẩy thì thật hỏng bét. Gã nghe giáo chủ nói tiếp, hoàng đế phái gã này lên ngũ đài sơn có ý làm việc bất lợi cho bản giáo. Chúng ta đã liên tiếp phái mấy toán người đi đón bắt gã để thẩm vấn. Bạn đầu đà đây cũng là người được phái đi, chẳng ngờ y không kiếm được tiểu quế tử mà lại gặp người. Hoàng Long Sứ nghe giọng lưỡi giáo chủ có vẻ êm dịu, liền lên tiếng nịnh hót đó là hồng phúc tây đình của giáo chủ hồng giáo chủ nhìn lão khẽ gật đầu hỏi tiếp bạch long sứ người đến hoàng cung tiện điều tra tường tận về tiểu quế tử này xem sao hoàng đế phái hắn lên ngũ đài sơn để mưu đồ chuyện gì vì tiểu bảo sợ quá toát mồ hôi lạnh ngắt vội đáp dạ dạ xin tuân chỉ thị của giáo chủ nhưng trong lòng gã rất vui mừng vì thấy giáo chủ đã quyết y phái gã đến hoàng cung hồng phu nhân nói trong tám pho tứ thập nhị chương kinh nghe nói có cả bí kíp cường thân bảo mệnh tuổi thọ lâu dài giáo chủ chúng ta đã ứng điểm trời hẳn được phúc tiên, thọ ngang thượng đế. Ta nghĩ rằng tám pho kinh sách này chẳng sớm thì muộn sẽ lọt vào tay giáo chủ. Bạch Long Sứ, người đi lập công lớn cho giáo chủ, lấy được tám pho kinh về đây, tự nhiên giáo chủ sẽ phong thưởng cách khác. Vì tiểu bảo đứng lên khom lưng đáp thuộc hạ dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền công đức của giáo chủ cùng phu nhân trong muôn một. Dĩ nhiên thuộc hạ phải tận trung báo quốc, ra ngựa bọc thây tám chữ, tận trung báo quốc, ra ngựa bọc thầy, gã học được ở nơi thầy đổ giảng sách. Mỗi khi đại tướng xuất trinh, nhà vua khích lệ thì đại tướng khẳng khái trả lời bằng tám chữ đó. Vì tiểu bảo cương nguyên văn đọc lại, thành ra không khỏi đầu ngô mình sở, không hợp cảnh ở chỗ này. Hồng phu nhân cười nói, người tận trung với giáo chủ là hay lắm, chuyến này người đến Bắc Kinh nên cho mấy người đi theo trợ lực. Tùy nghiêm muốn chọn ai cũng được vì tiểu bảo nghĩ thầm ta chỉ cần thoát thân, nếu cho người của họ đi theo thì khác nào tự trói chân tay mình lại. Gã nghĩ vậy liền đáp đi nhiều người sợ tiết lộ bí mật, à phải rồi, dưới chướng xích long sứ có đoàn thiêu nữ, thuộc hạ muốn lựa một vài tên đưa đi để chúng giả làm cung nữ cho tiện hành động trong hoàng cung vì gã nhớ tới mộc kiếm bình, muốn đưa cả cô đi. Vô căn đạo nhân đáp những tiểu cô nương đó e không dùng được việc gì, tùy bạch long sứ lựa chọn mấy tên cũng được vì tiểu bảo đáp đa tạ đạo trưởng lục cao hiên bỗng lên tiếng khải bẩm giáo chủ cùng phu nhân hôm qua thuộc hạ đã phạm trọng tội trong lòng thâm tạ giáo chủ không giết hồng giáo chủ xua tay cao mày ngắt lời chuyện hôm qua không ai được để lòng từ giờ trở đi đừng nhắc tới nữa lục cao hiên đáp dạ đa tạ giáo chủ thuộc hạ muốn đi theo bạch long sứ trông cậy vào hồng phúc của giáo chủ cùng phu nhân thuộc hạ mong muốn lập được chút công lao nhỏ mọn để tỏ tất dạ nhiệt thành. Hồng giáo chủ gật đầu nói, lục cao hiên mưu kế sâu xa, võ công cao cường, ngòi bút lại càng sắc bén, văn chương cũng vững vàng. Hay lắm, hay lắm, người đi theo bạch long sứ cũng phải. Lục cao hiên chống ngực đánh thình thịch, bụng bảo dạ, giáo chủ nói, ngòi bút sắc bén, văn chương vững vàng, hay là mình bịa đặt bài văn bia, lão gia đã biết rồi. Ủy tôn giả cũng nói, khải bẩm giáo chủ cùng phu nhân, thuộc hạ cũng xin theo bạch long sứ đến Bắc Kinh để phục vụ cho giáo chủ. Giáo chủ gật đầu, lão thấy hoàng long sứ cũng toan mở miệng, liền nói ngay, số người đi nhiều rồi, bản tỏa e rằng bấy nhiêu cũng đã kho giữ cho khỏi tiết lộ hành tung. Hai người đi với bạch long sứ, nhất thiết phải hành động theo lệnh của y không được chống đối. Lục cao hiên vào ủy tôn giả khom lưng đáp, bọn thuộc hạ xin tuân lệnh. Hồng phu nhân lấy từ trong bọc ra một con rồng nhỏ, năm sắc loang lổ đúc bằng hoàng kim, bạch ngân, đồng tụ, sắt đen, ngọc xanh. Ngụ nói, bạch long sứ, đây là ngũ long lệnh của giáo chủ, ta tạm giao cho người tạm chấp trường, mấy vạn giáo chúng trông thấy ngũ long lệnh cung như đích thân giáo chủ. Vì người đi làm việc lớn nên giao cho ngươi đủ quyền sinh sát. Sau khi lập công xong, sẽ đem ngũ long lệnh về hoàn lại. Vì tiểu bảo vâng ạ luôn miệng. Gã đưa tay ra đón lấy con rồng nhỏ, trong bụng không khỏi buồn rầu nghĩ thầm, ta chỉ mong về đến Bắc Kinh rồi không thèm lý gì đến Thần Long giáo hay Hồ Quỷ giáo gì cũng mặc. Mình đem ngũ long lệnh của họ đi chỉ tổ thêm rắc rối cho mình. Hồi 92, vợ chồng giáo chủ truyền võ công, Hồng phu nhân lại nói, Bạch Long sứ cùng Lục Cao Hiên và bạn đầu đà hãy chờ lại một chút. Còn các vị kia có thể rút lui. Vô Cần đạo nhân Hắc Long và Hoàng Long Sứ ba người thi lễ xong lui ra. Hồng giáo chủ cầm cái bình sứ màu đen để bên mình đổ ra ba viên thuốc màu hồng, nói ba người tận tâm kiệt lực đến Bắc Kinh làm cho nên việc. Bản tòa cổ suý ba người thành công, nay ban cho mỗi người một viên độc long dịch cân hoàn. Quỷ tôn giả, lục cao hiên, nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng rất sợ hãi, quỷ móp xuống tạ ơn. Vì tiểu bảo cũng làm theo gã đó lấy viên độc long dịch cân hoàn bỏ vào miệng nuốt ngay. Chẳng mấy chốc gã thấy một luồng nhiệt khí từ trong bụng bừng bừng bốc lên, tán vào tứ chi bách thể, khiến cho trong người thư thới vô cùng. Hồng phu nhân lại nói, bạch long sứ lại đây một lát, còn hai vị về đi. Quỷ tôn giả, lục cao hiên hành lệ xong lui ra. Hồng phu nhân hỏi, bạch long sứ, ngươi dùng thư khi giới gì? Vì tiểu bảo đáp võ nghệ của thuộc hạ rất kém cỏi chưa học qua cách sử dụng một thứ binh khí nào hết. Bên mình chỉ đem theo lưỡi trùy thủ để phòng thân. Hồng phu nhân nói, người lấy cho ta coi. Vì tiểu bảo thò tay vào ống giày rút lưỡi trùy thủ ra, xoay đằng chui lại, hai tay cầm dâng lên. Hồng phu nhân đón lấy ngắm nghía rồi khen rằng thanh trùy thủ này tốt lắm. Ngủ nhổ một sợi tóc rồi buông tay. Sợi tóc từ từ rớt xuống trúng vào lưỡi đao, lập tức bị đứt làm hai đoạn giáo chủ cũng cất tiếng khen, quả nhiên tốt thật, vì tiểu bảo không có nghề gì sở trường, nhưng đối với đồ vật và tiền tài gã rất coi thường. Gã thấy phu nhân thích lưỡi trùy thủ của mình liền nói, thuộc hạ xin dâng phu nhân thanh trùy thủ này, mong phu nhân vui lòng thu nạp. Không phu nhân tươi cười nói, hảo hai tử, lòng trung thành của ngươi đối với ta không chỉ phải ở ngoài miệng. Ta đã chả có gì quý cho ngươi mà lại lấy đồ vật của con nít ư. Thành ý của ngươi ta rất cảm ơn ngươi lại đây ta dạy cho ba chiêu để bảo vệ thân mình. Cái đó kêu bằng, mỹ nhân tam chiêu, ngươi dáng mà ghi nhớ, Mụ rời khỏi ghế ngồi lấy tấm khăn tay buộc thanh trùy thủ vào bên ngoài cẳng chân rồi cười nói, giáo chủ, phiền giáo chủ biểu diễn võ công cho, Hồng giáo chủ cười khà khà rồi từ từ bước lại gần. Đột nhiên lão vươn tay trái chụp lấy cổ áo phu nhân, nhắc người mụ dơ lên không động tác của giáo chủ cực kỳ thần tốc khiến vi tiểu bảo giật mình la lên một tiếng úi cha hồng phu nhân nghiêng mình đi xoay người lại hai tay mụ ôm lấy đầu giáo chủ tay mặt mụ đã rút lưỡi trùy tù từ lúc nào mũi đao nhắm đâm vào sau lưng giáo chủ mụ cười nói đây là chiêu thứ nhất kêu bằng quý phi hồi mông ngươi ghi nhớ lấy vi tiểu bảo coi biểu diễn chiêu này trong lòng cực kỳ khoan khoái lớn tiếng la tuyệt diệu thật là tuyệt diệu gã tự nhủ bữa trước ta bị ủy tôn giả túm cổ dơ lên mà chẳng biết phải làm thế nào mới đành chịu thọ nạn. Giả tỷ ta học được chiêu này từ trước thì đã đâm một đao cho lão bỏ mạng rồi. Giáo chủ từ từ đặt phu nhân nằm ngang dưới đất, phu nhân lại dắt lưỡi chùy thủ vào bên cẳng chân, xoay mình nằm lại. Giáo chủ đưa chân phải ra đạp hờ vào lưng ngủ, trong tay lão giả vờ cầm đao chí vào cổ mụ cười hỏi, đã chịu đầu hàng chưa? vì tiểu bảo nghĩ bụng đã đến tình trạng này còn làm gì được nữa mà chẳng đầu hàng. Đột nhiên thấy phu nhân chúi đầu vào ngực ngủ, mũ, mũi đao kề cổ tự nhiên rớt vào khoảng không. Phu nhân thuận đà lăn mình đi chuồn qua dưới quần giáo chủ. Tay mặt ngụ cầm đao chùy tù khẽ đâm một cái vào sau lưng giáo chủ. Nhưng mũi đao trỏng lên trên, giả tỷ là cuộc đấu thực sự thì dĩ nhiên lưỡi đao đã đâm vào sau lưng địch nhân. Vì tiểu bảo lại reo lên, hay quá, hay quá. Giáo chủ chờ phu nhân cài lưỡi chùy thủ vào như cũ rồi lão chụp lấy hai tay mù. Tay trái lão nắm hai cổ tay phu nhân. Tay mặt vờ như cầm binh khí trí vào cổ mụ cười nói, phen này thì ngươi không trốn được nữa rồi. Phu nhân cười nói, hãy nhìn cho kỹ, chân phải mụ khẽ hất về phía trước một chút ánh bạch quang lấp loáng. Lưỡi trùy thủ đã xẻo đứt tấm lăn tay buộc ở cẳng chân và tụt ra rồi. Chân phải phu nhân thuận đà móc lấy trùy thủ đâm ngược lên lưỡi chùy thủ vọt qua cổ mụ lướt đi. Vì tiểu bảo kinh hãi la lên, coi chừng, bỗng thấy người mụ hạ thấp xuống. Lưỡi chùy thủ phóng ngược lên trước ngực giáo chủ. Giáo chủ phải buông tay ngả người ra như cây cầu sắt sột một tiếng. Thanh chùy thủ lướt qua trước ngực giáo chủ cắm phập vào vách trúc ngập tận chui. Hồng phu nhân khoèo chân đâm ngực chùy thủ khiến cho vi tiểu bảo sợ hết hồn đến lúc trùy thủ vọt lên đến ít hầu của mụ chỉ còn cách chừng sợi tóc mà mụ tránh khỏi. Lưỡi trùy thủ tiếp tục lướt tới cổ hồng giáo chủ coi tựa hồ nhất định đâm chúng, thế mà giáo chủ cũng tránh thoát. Mấy màn nguy hiểm này diễn biến cực kỳ xảo diệu, khiến cho gã phải trợn mắt há miệng, táng đởm kinh hồn. Gã muốn bật tiếng kêu, hay quá, mà không thốt ra được. Hồng phu nhân cười ha hà hỏi, thế nào, vì tiểu bảo tay nắm thành ghế cơ hồ muốn té. Gã đáp thuộc hạ sợ muốn chết, hồng giáo chủ hồng an thông cùng hồng phu nhân thấy sắc mặt gã lợt lạc biết là hắn sợ hết hồn, nhưng nghe gã nói câu này lại vui mừng hơn cả hàng ngàn, hàng vạn câu tán dương, vì hai người thấy gã lo sợ như vậy đủ tỏ ra gã hết giả trung thành. Hồng phu nhân biết rồi còn giả vờ hỏi lưỡi chỉ thủ có vọt tới ngươi đâu mà ngươi phải sợ hãi. Vì tiểu bào hãy còn run đáp thuộc hạ chỉ lo, lo đả thương phu nhân, cùng giáo chủ. Hồng phu nhân cười nói, chú ngốc ơi, khi nào giáo chủ lại bị thương dễ dàng thế được? Chiều đó kêu bằng, phi yến hồi tường, luyện được thành thuộc không phải dễ dàng đâu giáo chủ của chúng ta thần công cây thế. Dù không biết trước cũng chẳng chịu bị thương về chiêu này. Nhưng trên đời, ngoài giáo chủ tường không còn mấy người có thể tránh đòn này khi bị đánh bất ngờ. Rồi mụ đem cách luyện, mỹ nhân tam chiêu, nói một cách tường tận cho vi tiểu bảo nghe. Tuy gọi là tam chiêu mà thật ra cách luyện rất phức tạp, vì nó liên quan đến tứ chi cùng toàn thân, chẳng chỗ nào là không có tác động. Rút đao thế nào, cúi đầu làm sao, cùng là lúc mau lúc chậm cho đúng bộ vị, kinh lực như thế nào cho chuẩn đích đều phải đi tới chỗ tuyệt diệu. Chiêu thứ hai nằm xuống đất chuyển mình kêu bằng, tiểu lân hoành trần. Hồng phu nhân giảng xong nói tiếp: Mỹ nhân tam chiêu này nguyên lấy danh tự của mỹ nhân đời xưa đặt ra mà đem cho đàn ông học tập thì không khỏi có điều khiêm nhã. Như ngươi còn là đứa con nít thì không cần. Vì tiểu bảo nhận kỹ từng chiêu từng thức rồi đem diễn lại. Hồng phu nhân để tâm sửa chữa, ngủ phải mất hơn một giờ. Vì tiểu bảo mới gọi là hiểu rõ, nhưng muốn đem sử dụng một cách thực tế thì dĩ nhiên phải rèn luyện lâu lắm mới thành công. Nhất là chiêu thứ ba, phi yến hồi tường chỉ sỉnh một chút là tự giết mình. Hồng phu nhân bảo gã đi đánh một thanh đao bằng trì rất cùng nhưng kích thước và trọng lượng hệt như thanh truy thù để dùng vào việc rèn luyện cho đỡ nguy hiểm. Hồng An Thông trước mặt giáo trung vẫn tỏ thái độ rất oai nghiêm trang trọng, giữ gìn từng tiếng nói câu cười. Nhưng lúc này lão hối tiếp phu nhân dạy chiêu thức cho vi tiểu bảo, đứng bên cười hỉ hả ra chiều khoan khoái. Lão chờ phu nhân dạy xong mới nói, mỹ nhân tam chiêu của phu nhân dĩ nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng ai chúng phải tất chết bản tòa dạy cho ngươi anh hùng tam chiêu mục đích để hàng phục địch nhân tùy tâm họ muốn sống hay muốn chết vì tiểu bảo mừng quá quỳ xuống nói thuộc hạ khấu đầu tạ ơn giáo chủ hồng phu nhân cười nói tiện thiếp chưa từng nghe giáo chủ nhắc tới anh hùng tam chiêu bao giờ té ra giáo chủ lưu lại để dạy cho tên đồ đệ ngoan ngoãn chứ không dạy cho tiện thiếp hồng giáo chủ cười đáp vừa rồi bản tòa coi mỹ nhân tam chiêu, của phu nhân, lâm thời mới nghĩ ra, tức là chế độ xong bán liền, chưa hiểu có thành công hay không. Phu nhân chỉ điểm cho bản tòa nghe, hồng phu nhân nguyết giáo chủ một cái rồi nở nụ cười rất hấp dẫn la lên, trời ý, bữa nay giáo chủ chúng ta khéo nói dỡn rồi. Hồng ưng thông nói, từ xưa đến nay hào kiệt không qua nổi ải má hồng. Anh hùng tam chiêu, đi nhiên phải đầu hàng, mỹ nhân tam chiêu. Hồng phu nhân tươi cười lên giọng nũng nịu trước mặt trẻ con mà cũng nói chuyện phong hoa. Hồng An thông tự biết có điều mất vẻ trang nghiêm, liền hắng giọng một tiếng rồi trịnh trọng nói. Bạch Long Sứ hãy còn nhỏ tuổi, khi cùng người động thủ rất dễ bị địch nhân túng cổ sách dơ lên. Phu nhân, bây giờ phu nhân hãy coi ta là Bạch Long Sứ thử làm xem. Hồng phu nhân cười đáp, nhưng giáo chủ đừng làm cho người ta phải đau đớn. Hồng thông đáp, cái đó đã hẳn. Hồng phu nhân vươn tay trái ra túm lấy giáo chủ nhấc bổng lên. Khổng An Thông thân thể cao lớn, ít ra nặng tới 200 cân, còn Hồng phu nhân thì người nhỏ bé là lướt mà mụ không phí một chút hơi sức vẫn tum lão dơ lên được Hồng An Thông nói, coi chừng nghe, lão xoay tay trái gãi vào nách phu nhân. Hồng phu nhân bật cười khanh khách, người mụ nhũn ra. Hồng An Thông tay trái nắm lấy nách mụ, tay mặt chuyển động khoan thai nắm lấy cổ áo, từ từ sơ người mụ lên qua đỉnh đầu lão rồi nhẹ nhàng hất ra ngoài. Khổng phu nhân người vừa chấm đất liền lướt đi như trượt trên mặt nước. Khổng phu nhân miệng cười không ngớt, người mụ dừng lại ngồi nghiêng dưới đất không đứng dậy nữa. Vừa rồi Hồng An thông gãi vào nách mụ, xoay tay túm lấy người mụ dơ lên qua đầu liệng ra. Hành động nào cũng cực kỳ chậm chạp, nên vi tiểu bảo coi rất rõ ràng, nhưng tư thế của lão ngoạn mục hết chỗ nói hành động tuy thong thả mà vẫn lanh lợi, từ cái đưa ngón tay gãi đến cách xoay tay nắm cổ áo rất chuẩn đích và đúng bộ vị đem so với cách động thủ thần tốc của Hồng Phu Nhân thì hiển nhiên lại khó khăn gấp đôi. Hồng Phu Nhân cười nói, giáo chủ cù lét người ta, có chi đáng gọi là anh hùng. Hồng ăn thông mỉm cười đáp, chiêu này mà do bậc anh hùng hảo hán chân chính ra tay thì dĩ nhiên không gãi vào nách phu nhân, nhưng bạch long sứ mà bị địch nhân túm lấy dơ lên nhất định họ chụp vào huyệt đại trùy ở cổ gã. Đó là chỗ tụ hội của thủ túc tam dương đốc mạch, dĩ nhiên toàn thân gã tê trồn không phát huy được lực đảo thì đành phải gãi vào huyệt cực toàn dưới nách địch nhân. Huyện này thuộc về thủ thiếu dương tam kinh, gãi vào đó nhất định địch nhân phải buông tay, thế là bạch long sứ phát huy được khí lực, mới có thể túng được địch nhân dơ lên qua đồng đồng thời gã phong tỏa huyệt tiểu hải ở khuỷu tay và huyệt cân thiếp dưới nách địch nhân để liệm họ xuống đất thì họ không cục cựa được nữa. Vì tiểu bảo vỗ tay cười nói, chiêu này quả nhiên tuyệt diệu. Hồng ưng thông nói, sau khi người rèn luyện thành thuộc rồi, ra chiêu càng lẹ càng tốt. Lão lại phủ phục xuống đất, hồng phu nhân giơ bàn chân đạp mạnh vào lưng lão, tay mặt mụ với lấy cây gióng cửa đè lên cổ lão rồi cười hỏi, có chịu đầu hàng hay không? Hồng ân thông, ta chịu đầu hàng rồi. Bây giờ ta dập đầu lại ngươi. Lão co hai đầu gối làm như người muốn quỳ lại, nhưng tay mặt lão nhẹ nhàng đưa ngang ra đụng vào cây gióng cửa. Một tiếng, rắc, vang lên, cây gióng cửa bị gãy rời. Vì tiểu bảo sợ giật nảy mình, giả tỷ lão vung tay lên mà đập thì bàn lãnh lão làm gãy gióng cửa cũng chẳng có chi là lạ đằng này lão chỉ từ từ đụng vào một cái mà sức dung chuyển làm gãy gióng cửa thì thật là một điều không bao giờ gã nghĩ tới, trách nào gã chẳng thất kinh. Hồng ưng thông nói, người co chân lại giả vờ khấu đầu trước địch nhân rồi thừa cơ rút chỉ thủ ra. Nội lực ở tay ngươi không tài nào mạnh bằng ta, nhưng lưỡi chỉ thủ của ngươi sắc bén phi thường thì dù địch nhân dùng bất cứ binh khí gì cũng bị chặt đứt. Lão vữa nói vừa lộn mình đi một vòng luồn qua dưới quần hồng phu nhân. Vì tiểu bảo sừng sốt nghĩ bụng, lão làm giáo chủ địa vị tôn cao sao lại luôn dưới quần đàn bà. Dù mụ là vợ lão nhưng coi cũng không ổn. ngửa đâu Hồng An Thông không phải luồn qua thực sự, mà chỉ làm bộ như vậy. Tay trái lão nắm lấy gót chân Hồng Phu Nhân, tay mặt điểm dư và bụng dưới của mụ, nói lưỡi chỉ thủ này chặt sắt như cắt bùn thì địch nhân lớn mật đến đâu cũng không dám cục cửa. Lão vừa nói vữa từ từ đứng lên, Hồng Phu Nhân đầu chúc xuống, chân trỏng lên. mụ bị sách ngược liền cười nói, mau buông tay ra, để thế này thì coi sao được. Hồng An thông cười ha ha. Lão vươn tay mặt ôm lấy lưng mụ rồi đặt xuôi người mụ lại, nói, bạch long sứ, thân hình ngươi bé nhỏ thấp lùn, chẳng thể sách ngược địch nhân, vậy ngươi nắm mắt cá chân họ mà kéo lên. Dù kéo chẳng nổi thì lưỡi chùy thủ trí vào bụng họ, họ cũng phải đầu hàng. Khi đó ngươi lại đá vào những huyệt thần tàng, thần phong, bộ lang ở trước ngực địch nhân để đề phòng họ phản kích. Vì tiểu bảo cả mừng đáp giả, cái đó nhất định là phải đá rồi. Hồng An Thông lại chắp tay sau lưng để cho phu nhân bắt lấy. Hồng phu nhân lấy nửa cây gióng cửa gác lên cổ lão. Hồng An Thông cười nói, một khi địch nhân nắm lấy hai tay ta, tự nhiên họ kiềm chế huyệt mạch môn ở cổ tay khiến cho cánh tay trở thành bất lực, không xoay lại phản kích được. Khi gặp tình trạng này thì chỉ còn cách dùng đến chân lão chưa dứt lời hồng phu nhân đã, ối, lên một tiếng. Mụ vừa cười vừa buông tay nhảy ra xa, mặt đỏ bừng lên nói, không thể dạy con nít chiêu số hạ lưu này được. Hồng An thông cười nói, liên âm thoái đâu phải là chiêu số hạ lưu. Lão nghiêm sức mặt nói tiếp, âm nang là một nơi yếu hại trong người, đã chúng làm cho chết ngay lập tức. Vì thế mà trong quyền cước của các môn phái lớn có chiêu, liên âm thoái, này. Cả phái thiếu lâm, võ đương cũng có, chẳng lấy chi làm lạ. Nhưng chỉ khi nào địch nhân ở sau lưng, mà hai tay ngươi bị kiềm chế, giao kề cổ mới dùng đến phản liên âm thoái. Hồng An thông ngừng một lúc nói tiếp có điều đá vào âm nang người ta không khỏi làm cho đối phương ổn mạng. Nếu cùng địch nhân giao thủ ngươi cần phải đề phòng, không thì cái đầu nhỏ bé của ngươi bị một đao chặt đứt rớt xuống trước. Hồng An thông vừa nói vừa giơ hai tay lên, người đó ngón tay khoằm khoằm như hình bán cầu chụp dừ xuống trước ngực phu nhân khổng phu nhân bĩu môi hỏi cái đó mà gọi là anh hùng chiêu thức ư khổng an thông tùm tìm cười đáp bất luận nam hay nữ hai huyệt nhụ trung và nhụ căn ở trước ngực đều là những đại huyệt chí mạng bạch long sứ một khi người kia đã có thể nắm lấy hai tay người vặn ngược lại là võ công họ không phải thấp kém hai tay người dù mất hết kinh lực nhưng họ thấy thủ thế của ngươi như vậy tự nhiên họ phải co mình lui lại đến khi họ phát giác ra tay ngươi không còn kinh lực thì đã muộn mất rồi. Đoạn lão bảo hồng phu nhân, phu nhân, phu nhân lại chụp lấy hai tay bản tòa. Hồng phu nhân tiến lên hai bước khẽ đập vào mưa u bàn tay lão rồi vươn tay trái ra nắm lấy. Nửa người trên mụ ngả về phía sau, không để cho ngón tay lão đụng vào ngực mình. Hồng ân thông lại nói, bạch long sứ, ngươi nhìn nhận cho kỹ, lão từ từ vặn người qua mé tả nhảy lên khẽ thúc khuỷu tay xuống lưng hồng phu nhân một cái đoạn lão soạc hai chân bước qua đầu vai phu nhân đồng thời hai ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương phu nhân ngón trỏ đè lên lông mày ngón giữa chỉ vào mắt ngụ lão nói nếu ngón giữa mà dùng sức mạnh là đâm đuôi mắt địch nhân được ngay ngón tay cái nhà kinh lực khiến cho địch nhân ngất đi nhưng phải đề phòng địch nhân phản kích rồi lão lộn người ra xa hơn trường tay mặt sờ vào bên cẳng chân làm bộ rút trì thủ mũi nhọn hướng ra ngoài tay trái giơ tranh trách lên lão nói nếu địch nhân đuôi mắt rồi mà nhảy sổ lại thì luồng kinh lực mãnh liệt vô cùng người phải đề phòng họ ôm chặt không buông ra vì tiểu bảo thấy chiêu này rất phiền phức khác nào kép rượu mua máy trên sân khấu nhưng nó dạy cho người ta né tránh khí giới bên địch và kiềm chế những yếu huyệt địch nhân một cách rất có hiệu quả bất giác gã thở dài nói chiêu này hay tuyệt nhưng khó luyện vô cùng Hồng ưng thông nói, tuy bản tòa chỉ dạy ngươi có ba chiêu nhưng gồm đủ nào cầm nã, nào điểm huyệt nào khinh thân là ba môn công phu. Ngươi không luyện được đến nơi thì không sử nổi ba chiêu này. Những môn cầm nã, điểm huyệt, khinh thân mà muốn học cho đến nơi thì mỗi môn phải mất đến 8 hay 10 năm. Nhưng ngươi chỉ học những cái có liên quan tới ba chiêu này thì dễ dàng hơn nhiều. Hồng An thông liền chỉ điểm cho vi tiểu bảo về bộ vị huyệt đảo, cầm nã thủ pháp, khinh thân thoái kinh. Chính lão đóng vai địch nhân cùng vi tiểu bảo chiết giải mấy lượt. Chỗ nào gã diễn sai, lão nhất nhất hiệu chính. Có điều vi tiểu bảo không dám cưỡi lên đầu vai hồng an thông, mà lão cũng không dạy gã luyện thử. Hồng phu nhân nói, giáo chủ, mỹ nhân tam chiêu, của tiện thiếp là do sư phụ truyền dạy. Ngày trước tiện thiếp rèn luyện mất nhiều công phu và tốn thì giờ lại phải sửa chữa mãi mới thành. Anh hùng tam chiêu, của giáo chủ gặp lúc cao hứng mà sáng chế ra mà so với mỹ nhân tam chiêu còn lợi hại hơn nhiều. Không phải tiện thiếp tầng bốc giáo chủ mà thực tình một bậc đại tôn sư quả nhiên võ học sâu xa khiến cho ai cũng phải bái phục. Hồng An Thông chắp tay cười đáp, phu nhân quá khen, bản tòa không dám. Hôm qua lúc ở nhà đại sảnh, Vi Tiểu Bảo thấy Hồng An Thông mặt trơ như gỗ không cười không nói nên trong lòng gã có ý khinh thường bụng bào một lão già chơi như gỗ mà sao mọi người phải sợ lão đến thế nhưng bây giờ gã thấy công phu chân thực của lão gã phải phục sát đất liền nói đem những công phu của sư phụ truyền dạy ra rèn luyện cho đến chỗ thuần thục chưa đáng kể là ly kỳ đằng này giáo chủ tự ý đặt ra chiêu thức mới và tùy tiện sử dụng ngay được thì đúng là thiên hạ vô địch hồng phu nhân nói cái gì mà thiên hạ vô địch vì tiểu bảo đáp địch nhân dù bản lãnh cao thâm đến đâu mà giáo chủ thi triển những chiêu mới lạ khiến họ không nhận ra đường lối, dĩ nhiên họ phải đầu hàng. Thế là thiên hạ vô địch, Hồng An Thông và phu nhân cùng cười ô, một vị khẽ gật dầu, còn một vị nói, gã nói đúng đó, Hồng phu nhân lại nói, giáo chủ, mỹ nhân tam chiêu, của tiện thiếp là danh tự của ba mỹ nhân. Vậy, anh hùng tam chiêu, của giáo chủ cũng nên lấy tên các vị anh hùng mà đặt vào. Hồng Ân thông mỉm cười đáp, phải đấy. Để bàn tòa nghĩ xem nên đặt nhưng tên gì. Lão trầm ngâm một lúc rồi tiếp. Chiều thứ nhất túm địch nhân dơ lên có thể coi như ngũ tử tư cử đỉnh ở Lâm Đồng, vậy gọi là từ tư cử đỉnh. Hồng phu nhân nói, hay lắm. Ngũ tử tư quả là một vị đại anh hùng. Hồng Ân thông lại nói, chiều thứ hai sách ngược địch nhân tỉ như lỗ trí thâm nhổ cây dương liễu, vậy gọi là trí thâm bạt liễu. Hồng phu nhân nói, hay lắm. Lỗ Chí Thâm cũng là một bậc đại anh hùng, còn chiêu thứ ba tuy cũng tuyệt diệu nhưng có mùi phong đãng, tựa hồ chẳng đại anh hùng chút nào. Mụ nói tới đây bật tiếng cười khúc khích, hồi 93, vì tiểu bảo trở về hoàng cung, Hồng An thông mỉm cười hỏi lại, sao lại không phải đại anh hùng, bản tòa đặt tên gì cho được bây giờ? À phải rồi, bản tòa dùng hai ngón tay ấn vào lông mày. Vậy kêu bằng, trương sướng họa mi hồng phu nhân cười nói trương sướng không phải là anh hùng vẽ lông mày cho vợ mà bảo là chiêu thức anh hùng càng không được nữa hồng an thông hỏi lạc thú trốn khuê phòng còn gì thanh nhã hơn vẽ mày mà phu nhân bảo là không phải anh hùng ư hồng phu nhân hai má đỏ ửng ừ, lắc đầu không nói vì tiểu bảo chẳng biết trương sướng là ai gã nghĩ thầm vẽ lông mày cho vợ chẳng những không anh hùng mà còn có vẻ hèn hạ sợ vợ nữa gã không hiểu hồng an thông muốn chơi chữ để đùa giỡn với vợ liền xen vào, thưa giáo chủ, chiều này của giáo chủ tập trung vào cổ địch nhân mà những bậc anh hùng cưỡi ngựa thì thiếu gì. Tỷ như quan vân trường cưỡi ngựa xích thố, tần thúc bảo cưỡi ngựa hoàng phiếu. Hồng An thông cười đáp, phải đấy, nhưng con ngựa xích thố trước là của lữ bố, về sau mới đến tay quan vân trường. Tần Quỳnh lại đem con ngựa hoàng phiếu bán đi mất, như vậy đều không hợp cảnh, được rồi. Chiều này lấy điển tích ở địch thanh hàng phục long câu vậy lấy tên là Địch Thanh Hàng Câu, Hồng Phu Nhân vỗ tay cười nói, hay lắm, hay lắm, Địch Thanh ra trận đeo cái mặt nạ bằng đồng xanh khiến cho phiên binh sợ quá kêu la ầm ỉ, bỏ chạy tán loạn. Dĩ nhiên Địch Thanh là một vị anh hùng, vì tiểu bảo liền diễn thử, mỹ nhân tam chiêu, và anh hùng tam chiêu. Chỗ nào thủ pháp hoặc thân pháp không đúng liền được Hồng An thông cùng Hồng Phu Nhân chủ điểm và sửa chữa. Công phu của sáu chiêu này thật là kỳ diệu. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời vi tiểu bảo không thể học hiểu ngay được, nhưng gã biết đường rèn luyện thì gã cố gắng trong một thời gian sẽ học thuộc. Hai người dạy xong sáu chiêu này thì trời đã đúng ngọ. Hồng Phu Nhân nói, Bạch Long Sứ, trong bản giáo người được đích thân giáo chủ truyền dạy công phu ngoài ta ra chỉ có một mình ngươi. Vì tiểu bảo nói, không biết thuộc hạ đã tu hành mấy kiếp mà nay được hưởng phúc khí này. Hồng Phu Nhân đáp, người nên tận trung phục vụ giáo chủ để báo đền ân đức. Vì tiểu bảo vâng lời. Hồng phu nhân lại nói, bây giờ ngươi hãy thu xếp hành trang để mai cùng bạn đầu đà và lục cao hiên xuống thuyền khởi hành, bất tất phải vào đây cáo biệt nữa. Vì tiểu bảo liền nhìn hai người kính cẩn thi lễ rồi chở gót đi ra. Đến bên cửa gã quay lại hỏi, thưa phu nhân, nếu thuộc hạ sống được tới tám chục tuổi thì khi đó giáo chủ cùng phu nhân mỗi vị lão nhân ra lại truyền cho thuộc hạ ba chiêu được chăng? Hồng phu nhân ngơ ngác một chút liền hiểu ngay là những lời cầu chúc bụng bảo giả bây giờ mới 14, 15 tuổi thì còn hơn 60 năm gã mới tới 80 tuổi. Nhưng ta cùng giáo chủ thọ ngang thượng đế thì ngoài 60 năm nữa ăn thua gì? Mụ hề hề đáp ta nhận lời với ngươi vào ngày sinh nhật ngươi được 80 tuổi, giáo chủ cùng ta lại truyền thụ cho ngươi mỗi người ba chiêu. Đến ngày ngươi đủ trăm tuổi vào hàng đại thọ chúng ta lại truyền cho ba chiêu nữa kêu bằng, lão thọ tinh tam chiêu, lão bà bà tam chiêu. Vì tiểu bảo nói, không phải thế khi ấy phu nhân vẫn trẻ đẹp như bây giờ, không chừng giáo chủ cùng phu nhân còn trẻ hơn nữa là khác. Vậy hai vị lão nhân ra truyền thụ cho thuộc hạ, Kim Đồng Tam Chiêu, và Ngọc Nữ Tam Chiêu. Hồng An Thông cùng Hồng Phu Nhân nghe gã nói đều nổi lên chàng cười khanh khách. Vì tiểu bảo vừa ra khỏi đại sảnh đã thấy hủy tôn giả cùng Lục Cao Hiên ngồi chờ trên tảng đá. Hai người chờ lâu quá trong lòng rất đỗi kinh nghi, chỉ lo đã xảy ra biến cố gì. Bây gì thấy gã nét mặt hơn hớn đi ra mới yên lòng, muốn hỏi chuyện mà lại không dám. Vì tiểu bảo nói giáo chủ cùng phu nhân truyền thụ cho tại hạ mấy môn võ công rất tinh diệu. Quỷ tôn giả và lục cao hiên đồng thanh ca tụng công hỷ bạch long sứ. Trong bản giáo ngoài phu nhân ra giáo chủ chưa truyền cho ai một chiêu một thức nào. Vì tiểu bảo nhơn nhơn đắc ý đáp giáo chủ cũng bảo với tại hạ thế lục cao hiên hỏi bạch long sứ được giáo chủ sủng ái như vậy thật là kể từ ngày bản giáo sáng lập tới nay chưa ai tốt số đến thế giáo chủ truyền cả cách luyện độc long dịch cân hoàn cho bạch long sứ rồi chứ vì tiểu bảo đáp cái đó thì chưa lục tiên sinh có hiểu môn đó không lục cao hiên nói tại hạ chỉ hiểu sơ qua nhưng còn kém giáo chủ xa lắm ba người về tới lục gia lục cao hiên liền đem công quyết truyền cho vi tiểu bảo y dậy gã ngồi mỗi ngày nửa giờ để cho linh đan độc long dịch cân hoàn tan và những huyệt đạo cùng ngân cất trong toàn thân. Y dạy gã cả tọa công cùng cách vận động nội tức. Vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng, độc long dịch cân hoàn đã là thứ linh đan rất bổ ích cho thân thể thi ủy tôn giả cùng lục cao hiên uống vào rồi đáng lý phải lộ vẻ vui mừng mới phải. Sao hai lão này lại ra chiều khác lạ? Hiển nhiên họ đau khổ hơn là vui sướng, khác nào người uống phải chất kịch độc gã sinh lòng ngờ vực liền nói một viên thuốc nhỏ xíu mà công hiệu lớn lao như vậy, đáng tiếc là cái tên không được dễ nghe. Hai chữ, độc long, làm cho người ta tưởng là một thứ độc dược chứ không phải thuốc bồ. Quỷ tôn giả thở dài đáp là độc dược hay linh đan cũng không qua mắt ai được. Có điều tính mạng của ba người chúng ta hoàn toàn ở trong tay bạch long xứ. Vì tiểu bảo kinh hãi hỏi quỷ tôn giả nói thế là nghĩa làm sao? Quỷ tôn giả nhìn lục cao hiên thấy y gật đầu liền hỏi lại Bạch Long Sứ, khi người lịch sự thì gọi tại hạ bằng, ủy tôn giả, mà không lịch sự cũng gọi là bạn đầu đà, nhưng tại hạ người vừa cao vừa gầy, hoàn toàn trái ngược với sự thực. Bạch Long Sứ có cảm thấy quái lạ không? Vì tiểu bảo đã phải rồi, trong lòng tại hạ rất lấy làm kỳ, nhưng tại hạ cho rằng người ta kêu trái ngược như vậy chỉ vì muốn chê diễu tôn giả mà thôi. Có điều ai giờ giọng trào phúng còn được, nhưng chính giáo chủ cùng phu nhân cũng hô tôn giả bằng bạn đầu đà thì ra lão nhân ra đùa giỡn với tại hạ. Quỷ tôn giả thở dài nói, tại hạ uống độc long dịch cân hoàn lần này lần thứ hai, đã từng nếm mùi đau khổ còn hơn chết đi sống lại. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn tưởng tượng như mình đã trải qua một cơn ác mộng. Nguyên trước tại hạ vỡ lùn vừa mập, quỷ tôn giả hay bạn đầu đà chẳng phải nói sai đâu. Vì tiểu bảo hỏi, ủa, vậy ra tôn giả uống độc long dịch cân hoàn vào rồi biến thành vừa cao vừa gầy hay sao? Như vậy là tốt lắm chứ, bây giờ tôn giả tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt. Nếu lại vừa thấp vừa mập nhất định chân tướng không được như ngày nay. Quỷ tôn giả nhăn nhó, cười nói, Bạch Long Sứ nói vậy cũng đúng, nhưng Bạch Long Sứ thử tưởng tượng một người vừa thấp lùn vừa béo mập mà trong vòng ba tháng kéo dài ra đến ba thước toàn thân ra thịt máu chảy đầm đìa thì tình trạng này khó chịu hay dễ chịu. Nếu không vận khí được lưu thông thì phải trở về thần Long Đảo, giáo chủ đại phát từ bi ban cho thuốc giải, nhưng tại hạ sợ rằng còn dài thêm ba thước nữa. Vì tiểu bảo kinh hãi la lên, thế thì ba người chúng ta uống thuốc này vào đều dài thêm ra ba thước hay sao? Lục tiên sinh cùng tại hạ thì còn coi được, nhưng tôn giả mà còn dài ra thêm ba thước nữa thì không khỏi, chấm cao quá. Quỷ tôn giả đã độc long dịch cân hoàn rất công hiệu, ai uống vào chỉ trong một năm là cảm thấy thân thể cường kiện, gia tăng công lực, song ngoài một năm hết hạn mà không uống thuốc dài thì chất độc mãnh liệt phát tác và hành hạ cực kỳ khổ sở, không nhất định chất thuốc đều kéo con người dài ra, tỉ như tệ sư ca cao tôn giả, người đang cao lại biến thành thấp lùng. Vì tiểu bảo cười nói tôn giả đang thấp biến thành cao, cao tôn giả đang cao biến thành thấp. Như vậy hai người chỉ đổi danh tự cũng là hòa cả làng, có mất mát gì đâu. Quỷ tôn giả vẻ mặt hơi tức giận đáp, không được, vì tiểu bảo vội xin lỗi. Quỷ tôn giả, tại hạ có điều thất thú, xin tôn giả miễn trách cho. Quỷ tôn giả nói, hiện nay Bạch Long Sứ chấp trưởng ngũ long lệnh mà tại hạ chỉ là tên bộ thuộc thì dù Bạch Long Sứ có đánh mắng tại hạ cũng không dám phản kháng. Và lại câu nói đó không phải Bạch Long Sứ có ý chê diễu lão dừng lại một chút rồi tiếp giữa tệ huynh với tại hạ cũng chẳng có điều gì giống nhau về võ công cũng như về tính nết về tư cách cũng như về tướng mạo và thanh âm hai người một cao một thấp cũng khác hẳn nhau không thể ủy tôn giả biến thành cao tôn giả hay cao tôn giả thành ủy tôn giả vì tiểu bảo gậy đầu nói té ra là thế ủy tôn giả nói năm năm trước giáo chủ sai tại hạ cùng tệ sư ca đi làm một việc nhưng công cán này khó quá lúc hoàn thành sứ mạng đã quá kỳ hạn ba ngày. Hai người xuống thuyền về đảo ngay mà ở trong thuyền đã bị chất độc phát tác làm cho đau đớn không bút nào tả xiết. Tệ sư ca tính nóng như lửa cơ hồ phát điên, y vùng cước đá gãy cột buồm, con thuyền lênh đênh trên biển cả hết ngày này qua ngày khác. Tại hà mỗi ngày một cao thêm, còn tệ sư ca mỗi ngày một thấp luôn. Quỷ tôn giả thở dài nói tiếp tình trạng phiêu lưu này kéo dài đến hơn hai tháng, Bọn tại hạ yên chí là không thể sống được. Sau trên thuyền lương thực hết sạch, tệ sư ca phải giết bọn thủy thủ ăn thịt dần. Lão dương mắt nhìn ra chân trời nói tiếp, may sao trời còn thương, anh em tại hạ gặp một con thuyền khác cứu thoát nạn. Bọn tại hạ bắt buộc con thuyền đó trở về đảo Thần Long lập tức. Giáo chủ thấy bọn tại hạ làm tròn sứ mạng mà không phải cố ý trần chờ nên không bắt tội và ban cho thuốc giải. Hai cái mạng này coi như được tái sinh nét mặt vi tiểu bảo lúc xanh rờn, lúc lợt lạc. Gã càng nghe ủy tôn giả kể chuyên lại càng khiếp sợ. Vì tiểu bảo quay lại ngó lục cao hiên thấy lão tỏ vẻ trịnh trọng thì biết lão không nói dối. Liền hỏi, nếu vậy thì trong vòng một năm chúng ta nhất định phải lấy được tám pho tứ thập nhị chương kinh đem về thần Long Đảo hay sao? Lục cao hiên đáp, nếu lấy được cả tám bộ thì còn nói gì nữa? Nhưng chuyện này đâu phải việc dễ dàng chúng ta chỉ mong lấy được một vài bộ và trở về kịp thời, dĩ nhiên giáo chủ cũng ban thuốc dài. Vì tiểu bảo tự nhủ, trong tay ta đã có bảy bộ, sang năm cùng lắm là ta lấy một bộ đem về cho giáo chủ cũng đủ, thì còn khó khăn gì nữa. Gã yên tâm cười nói, phen này mà chúng ta không đem lại được kết quả nào, giáo chủ không cho thuốc dài thì không chừng trẻ nhỏ biến thành lão già mà lão già lại hóa ra trẻ nhỏ. Tại hạ biến thành một vị lão công bảy, tám chục tuổi còn hai vị biến thành những đứa nhỏ 7 tám tuổi thì thật là thú quá lục cao hiên run lên đáp cái đó chẳng phải là không thể xảy ra giọng nói của lão tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ vì tiểu bảo kiếm lời an ủi hai vị cứ yên tâm trông vào tạ hạ thế nào giáo chủ cũng cho thuốc dài xin hai vị hãy ngồi đây tại hạ đi dặn phương cô nương mấy câu hôm qua gã đã hội kiến với mộc kiếm bình nay nóng lòng báo cho phương di biết ngờ đâu lục cao hiên nói, hồng phu nhân đã truyền gọi phương cô nương đi rồi. Phu nhân còn dặn bạch long sứ cứ yên lòng đi hoàn thành sứ mạng cho giáo chủ là phương cô nương ở trên đảo cũng được phần tử tế. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi, phương, phương cô nương không được đi với chúng ta ư? Lục cao hiên đáp, hồng phu nhân sai người tới gọi cô, có dặn lời cho nội nhân của tà hạ như vậy. Y còn nói cả một kiếm bình ở xích long môn cũng cùng một tình trạng này vì tiểu bảo đau đớn âm thầm vừa rồi gã nói với vô căn đạo nhân xin lựa mấy người ở xích long môn cùng đi rẻ đâu hồng phu nhân đã sớm biết gã khẽ hỏi phu nhân chưa thinh hàn tại hạ hay sao lục cao hiên đáp đó là luật lệ của bản giáo bạch long sứ đi làm việc thay giáo chủ chẳng thể đem theo gia quyến vì tiểu bảo gượng cười nói nhưng hai cô đó không phải là gia quyến của tạ hà lục cao hiên đáp dù không phải tơ lù cũng tương tự như vậy vì tiểu bảo tưởng ngày mai được cùng phương mộc hai cô rời khỏi đảo trong lòng cực kỳ hào hứng bây giờ gã được tin này bất giác chưng hửng đờ người bụng bảo giả giáo chủ cùng phu nhân quả là ghê gớm họ đã đem độc long dịch cân hoàn chụp lên người ta còn chưa đủ lại giữ cả hai cô phương mộc làm con tin sáng sớm hôm sau vì tiểu bảo vừa thức dậy đã nghe hiệu tù và nổi lên rồi có người ngoài cửa lớn tiếng hô, bọn đệ tử dưới chướng Bạch Long môn kính cẩn tiễn đưa Bạch Long sứ xuất trinh tận tâm làm tròn sứ mạng cho giáo chủ. Tiếp theo đàn sáo cổ nhạc vang lên, vì tiểu bảo vội bước ra thì thấy ngoài cửa đã sắp hàng hai, ba trăm người đều mặc đồ trắng. Bọn chúng vừa thấy vì tiểu bảo đã đồng thanh lớn tiếng hoan hô, trưởng môn sứ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Vì tiểu bảo nổi lòng hào hứng gã cùng ủy tôn giả và lục cao hiên lập tức xuống thuyền lúc gã ở đầu thuyền cùng bọn vô căn đạo nhân trương đạo nguyệt hoàng long sứ thi lễ cáo biệt bỗng nghe tiếng vó ngựa xen vào tiếng cổ nhạc hai người cưỡi ngựa mặc áo trắng rồi tới bên thuyền chính là phương di và mộc kiếm bình vì tiểu bảo mừng quýnh trong lòng hồi hộp tự hỏi phải chăng hồng phu nhân hồi tâm nghĩ lại rồi cho hai cô đi theo ta lại thấy hai cô phương mộc nghiêng mình xuống ngựa tiến thêm vài bước Phương Di gióng giạc tuyên bố vâng lệnh giáo chủ cùng phu nhân, bọn thuộc hạ đến tiễn Bạch Long Sứ xuất trinh. Vì tiểu bảo nghe nói trái tim trùn xuống, miệng lẩm bẩm té ra hai cô chỉ tới đưa chân mình. Phương Di lai khom lưng nói tiếp bọn thuộc hạ là Phương Di, một kiếm bình vâng lệnh phu nhân được chuyển từ xích long môn qua Bạch Long Môn để tuân theo hiệu lệnh của Bạch Long Sứ. Vì tiểu bảo càng sừng sốt sau gã tỉnh ngộ nghĩ thầm, té ra các cô là thuộc hạ của xích long môn ở thần long giáo mà lúc đi đường họ làm bộ làm tịch, sự thực cô lừa gạt ta đến đảo thần long. Quỷ tôn giả dùng cách cứng cỏi mời ta không thành công rồi phu nhân sai phương di thi kế mềm dẻo để đưa ta đi. Gã chợt nghĩ tới điểm này trong lòng rất đỗi bâng khuâng. Gã toàn nói mấy câu thân thiết, nhưng trong lòng chẳng hứng thú chút nào, chỉ chắp tay đáp lễ, chứ không nói một lời gã chợt nhớ ra điều gì liền nhìn lục cao hiên nói lục tiên sinh còn tiểu nha đầu phục thị tại hạ là song nhi đông tiên sinh đi kêu người thả thị ra để cùng đi với tại hạ lục cao hiên ngập ngừng cái đó cái đó vì tiểu bảo tức giận quát. còn cái đó cái kia gì nữa thả thị ra mau lục cao hiên thấy vi tiểu bảo lớn tiếng quát ra chiều giận dữ không dám trái lệnh liền đáp dạ dạ y nhìn tên tùy tùng ở trên thuyền dặn mấy câu người này nhảy lên bờ chạy đi như bay chỉ trong khoảnh khắc đã thấy hai người cưỡi ngựa chạy tới người đi trước thân hình bé nhỏ chính là song nhi song nhi không chờ ngựa đứng lại đã cất tiếng gọi công tử rồi thì từ trên yên tung mình nhảy ra nhẹ nhàng hạ mình xuống đầu thuyền trước mắt những tay cao thủ như vô căn đạo nhân thân pháp này tuy chưa dáng kể vào đâu nhưng thấy song nhi còn nhỏ tuổi tư thế rất là ngoạn mục không nhịn được đến cất tiếng hoan hô ban đầu vi tiểu bảo ngồi thuyền ra đi, chỉ sợ song nhi lại lọt vào tay gian nhân. Trong lòng gã rất thắc mắc vì thị tuy võ công cao cường nhưng hãy còn nhỏ tuổi, tính tình lại ôn nhu văn nhã, không hiểu thế sự thì ở ngoài biển chẳng chạy đi đâu được. Sau gã nghĩ đến Phương Di là đệ tử của thần Long Giáo thì cái thuyền gã ngồi đây cũng là của giáo phái này. Tính mạng hai người ở trong tay họ rồi, gã vừa thấy song nhi thì rất đổi vui mừng, nắm lấy tay thị nhìn dung nhan tiểu tụy cặp mắt đỏ hoe. Hiển nhiên thị đã khóc nhiều, gã vội hỏi cô bị người ta khinh khi, đánh đập chăng? Song Nhi đáp, không, không phải đâu, nô tỳ chỉ mong nhớ công tử. Bọn họ, bọn họ giam nô tỳ lại, vì tiểu bảo an ủi, thôi được, bây giờ chúng ta đi về. Song Nhi ấp úng nói, ở đây nhiều rắn độc quá, dứt lời thị lại khóc quà lên, vì tiểu bảo liếc mắt nhìn Phương Di, gã nhớ tới việc nàng dẫn mình vào trong rừng để cho rắn độc cắn lại nhận định bao nhiêu hành đông cùng những lời nói đường mật của nàng lúc đi thuyền trên biển cả toàn là giả dối. Gã không khỏi tức giận, cặp mắt hăm hăm lườm Phương Di một cái rồi ra lệnh khai thuyền đi, bọn thủy thủ trên thuyền liền nổ neo, dương buồm khởi hành. Trên bờ tiếng pháo nổ ran, nhưng người tiễn hành đồng thanh hô lớn cùng chúc Bạch Long Sứ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Bạch Long Sứ sẽ lập nên công lớn cho giáo chủ con thuyền thuận buồm xuôi gió băng băng rẽ sóng rời khỏi thần long đảo vì tiểu bảo bụng bảo dạ ta mà không biết phương cô nương đã gia nhập thần long giáo thì chẳng lúc nào không mong nhớ nàng bây giờ ta đã hiểu rõ thì không vướng víu gì nữa nhưng gã nhớ tới mối ngô tình êm ái du dương của phương di đối với mình thì không khỏi bâng khuâng trong lòng một hôm thuyền tới tần hoàng đảo mọi người lên bờ tiến vào bắc kinh vì tiểu bảo nói tại hạ muốn tìm cách trà trộn vào cung nhưng chưa biết ngày nào mới xong việc, vậy các vị nên kiếm một chỗ tạm trú tại Bắc Kinh. Lục Cao Hiên đi về phía cửa Tây, thuê một chỗ trọ trong ngõ hẻm. Cả đoàn người hơn 10 người liền thu dọn tới đó, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ nào đầu bếp, nào sa phu, nhất nhất đều từ ngoài đảo Thần Long đưa vào. Mọi người có chỗ ở yên trí rồi. Vì tiểu bảo đi tìm trụ sở bí mật của thiên địa hội để nghe ngóng tình hình. Gã đến quán trà thì đã đổi chủ gã đem mấy câu mật khẩu ra hỏi thì nhà quán ngơ ngác chẳng hiểu gì. Hiển nhiên người trong hội đã rời địa chỉ đi chỗ khác vì tiểu bảo liền lén tới thiên kiều. Gã tính thầm trong bụng, dù bát thủ tiên viên từ thiên xuyên không còn ở đó nữa thì trong bọn anh em như Cao Ngạn Siêu, Phản Cương, Phản Lão Bản, mình chỉ cần tìm lấy một người là hỏi ra ngay. Ngờ đâu gã đi lui đi tới trên thiên kiều mấy vòng liền mà chăng gặp một người quen nào vì tiểu bảo lại tới khách điếm mà lần trước gã lai like kinh đã tạm trú. Gã lấy 10 lang bạc liệm lên quầy bảo thuê một gian. Trưởng quầy thấy bạc trắng ngần liền một điều thiếu ra hai điều thiếu ra, tiếp đãi rất cung kính. Vì tiểu bảo lại lấy 5 đồng cân bạc nhét vào tay điếm tiểu nhị bảo gã lấy cho căn phòng số 8 có chữ thiên mà gã đã chọn ngày trước. May ở chỗ căn phòng này hãy còn bỏ trống, thế là tiểu nhị ăn không được 5 đồng cân bạc. Vì tiểu bảo nằm dài bên trên hỏa lò, uống ba chung trà rồi nhắm mắt dưỡng thần. Gã nghe bốn bể im lặng bèn rút lưỡi truy thủ khoét lỗ hồng tường mà bữa trước gã đã giấu bộ kinh sách của tuần trị hoàng đế giao cho. Phò sách hãy còn nằm yên đó, gã mở lần giấy dầu ra kiểm điểm xong cất sách vào bọc, đặt lại phiến gạch lấp lỗ hồng rồi ra đi về phía cấm thành. Vì tiểu bảo đến ngoài cửa cung tên thị vệ gác cửa thấy một gã thiếu niên ăn mặc theo lối bình dân tiến thẳng tới liền quát hỏi, chú nhỏ kia, đi đâu đấy, vì tiểu bảo đáp, ông bạn không nhận được ra ta ư, ta là Quế Công Công đây mà. Tên thị vệ nhìn kỹ lại liền nhận ra quả là Quế Công Công, gã hầu cận của Đức Hoàng Thượng, liền tươi cười nói, Quế Công Công, Công Công ăn mặc thế này, hà hà, hồi 94, công nương đòi tỷ võ với Hoàng Huynh. Vì tiểu bảo cười nói, hoàng thượng sai ta đi làm sứ mạng rất khẩn yếu, lật đật về tâu trình nên chưa kịp thay áo. Gã thị vệ đáp dạ dạ, quế tông công ánh hồng đầy mặt, chắc là việc đương sai đã được như ý, nhất định hoàng thượng phen này ban thưởng rất nhiều. Vì tiểu bảo vừa cười vừa đi vào, gã tới ngự thiện phòng sai tiểu thái giám mở cửa phòng việc. Bọn thái giám thuộc ngự thiện phòng thấy gã trở về súng lại hoan nghênh có người nói công công rời công bấy lâu anh em mong nhớ vô cùng chỉ cầu mong cho công được mọi sự bình an có kẻ mách phòng ngự thiện không có công công cầm đầu việc gì cũng loạn xa ngồng vì tiểu bảo cười nói ta cũng nhớ các vị lắm phần tiền của ngự thiện phòng lưu lại cho ta trong mấy tháng ta vắng mặt ta cho anh em chia nhau mà sai bọn thái giám lại càng mừng rỡ vì tiểu bảo về phòng riêng của mình thay đổi y phục mặc áo thái giám vào gã lại lấy mảnh vải cũ bọc sách lại cẩn thận rồi đến ngự thư phòng để ra mắt hoàng đế vua khang hy vừa nghe tin tiểu quế tử xin bệ kiến mừng rỡ nói vào đây mong vào đây mong vì tiểu bảo rào bước tiến lại gã tới cửa thư phòng đã thấy vua khang hy đứng bên cửa hí hửng nói còn mẹ nó tiểu quế tử vào đây mong sao người đi lâu thế ba tiếng còn mẹ nó nhà vua chỉ nói với một mình vi tiểu bảo lâu nay nhà vua không thốt ra vì tiểu bảo quỳ xuống dập đầu nói, công hỷ thánh thượng, thật là nỗi mừng lớn bằng trời đất. Vua Khang Hy vừa nghe nói đã biết ngay phụ hoàng quả còn sống trên thế gian, lòng tâm rất đổi bâng khuâng. Lòng thể lảo đảo mấy cái, nhà vua phải vịn để đứng vững rồi phán, người hãy vào trong này rồi thùng thẳng nói cho chậm nghe. Đức vua lòng như xe lại suýt nữa xa lệ, vì tiểu bảo tiến về thư phòng gã xoay tay đóng cửa cài then lại rồi đưa mắt nhìn hết cả phía sau các giá sách một lượt thấy không còn tên thái giám nào trầu hầu hoàng đế nữa. Gã mới khẽ lên tiếng, tâu thánh thưởng, nô tài lên ngũ đài sơn đã được gặp lão hoàng gia. Vua Khang Hy nắm chặt lấy tay gã, nghẹn ngào hỏi, phụ hoàng của trẫm quả nhiên xuất ra ở ngũ đài sơn ư. Ngài, ngài bảo sao? Vì tiểu bảo liền thuật lại đã gặp vua thuận trị trong trường hợp nào? Bọn lạt ma Tây tang mưu hại ra sao? gã đã kêu giá thế nào, cùng liều chết bảo giá ra sao, trình bày hết một lượt. Gã kể cả việc thập bát la hán chùa thiếu lâm đến viện trợ, không bỏ sót điểm nào. Vì tiểu bảo rất khéo nói và tài phóng đại, những sự việc nguyên đã nguy hiểm mười phần, từ miệng gã nói ra còn thêm lên mấy phần nữa. Gã đề cao tác giả trung trinh và lòng anh dũng của mình một cách rất khôn ngoan. Tay vua khang hy ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngớt nói, nguy quá, nguy quá. Nhà vua lại phán, lập tức chấm phái một ngàn thị vệ lên bảo hộ cho phù hoàng. Vì tiểu bảo lắc đầu tông, lão hoàng gia không muốn thế, rồi gã đem những lời của vua thuận trị nhất tề kể lại. Vua Khang Hy nghe tới quãng phù hoàng bảo mình bất tất phải lên ngũ đài sơn tương kiến và cầu đức vua cha tán dương mình, y là một vị hảo hoàng đế biết nghĩ đến đại sự của triều đình trước, chứ không như ta, thì không nhịn được nữa buông tiếng khóc dòng nói, chấm phải đi chậm nhất định phải đi, vì tiểu bảo chờ cho nhà vua ngừng cơn khóc, rồi lấy kinh sách ra hai tay trình lên Tâu, lão hoàng gia gian nô tài về Tâu thánh thượng, ngài nói, việc thiên hạ phải thuận theo tự nhiên, chớ có miễn cưỡng. Nếu gây được hạnh phúc cho lê dân ở trung nguyên là điều hay nhất. Bằng trăm họ muốn chúng ta đi thì chúng ta ở đâu tới lại trở về chỗ đó. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp, lão hoàng gia còn ân cần căn dặn thánh thượng luôn nhớ câu muốn thiên hạ Thái Bình thì vĩnh viễn không được tăng thuế. Lão Hoàng gia mong rằng Thánh Thượng thuộc lòng bốn chữ, vinh bất gia phú. Ngài phán rằng nếu Hoàng Nhi thực hành bốn chữ đó tức là hiếu thảo với ta, và lòng ta rất vui mừng. Vua Khang Huy nghe mấy câu này nước mắt đầm đìa nhỏ xuống ướt cả long bào. Hai tay run run đón lấy cái bọc mở ra thì đó là một bộ tứ thập nhị trương kinh. Nhà vua lật trang đầu thấy ngay bốn chữ lớn, vĩnh gia bất phụ nét bút xương kính, đúng là bút tích của vua thuận trị. Vua Khang Hy nghẹn ngào nói, Phụ Hoàng đã có lời huấn thị, hãy nhi nào dám quên. Vua Khang Hy định thần lại hỏi cặn kẽ về sức khỏe của Phụ Hoàng ra sao. Hiện tướng mạo người thế nào? Ngài ở chùa Thanh Lương tu hành có khổ sở lắm không? Vì tiểu bảo cứ thành thực tâu trình, vua Khang Hy lại động mối thương tâm khóc quả lên. Vì tiểu bảo liền đông tâm linh nghĩ thầm, còn mẹ nó, Sao ta không nhân lúc này cũng khóc giống lên với nhà vua, tất ngài ban thưởng càng nhiều, mà nước mắt chẳng mất tiền mua. Gã liền cùng khóc theo, gã khóc nức nở, nước mắt chan hòa, cũng nghẹn ngào, cũng thổn thức, cũng thê lương, có khi còn hơn cả vua. Vua Khang Hy khóc hồi lâu, rồi gạt nước mắt hỏi, "Trẫm thường nhớ phụ hoàng khóc lóc đã đành, còn người vì cớ gì khóc thảm thương hơn trẫm?" Nguyên Vua Khang Hy đau xót, không nhịn được bật lên tiếng khóc nhưng ngài nghĩ rằng mình ở ngôi hoàng đế phải giữ thân phận tôn cao mà kiềm chế mối xúc động một phần, chẳng thể khóc giống lên như người thường. Còn vì tiểu bảo chỉ khóc giả vờ, lại vừa khóc vừa kêu trời tưởng chừng như đau đứt ruột gan. Bản lãnh khóc dối của gã tập thành thói quen từ thùa nhỏ còn ở Dương Châu nên rất thiện nghị. Chẳng phải gã chỉ kêu gào không mà còn đổ nước mắt chan hòa. Người ngoài coi quyết không phân biệt được chân giả vì tiểu bảo nghe nhà vua phán liền tâu nô tài thấy thánh thượng khóc lóc thảm thương lại nhớ tới lão hoàng gia khoan hòa tự ái ngài khen nô tài là kẻ thông minh lanh lợi và tỏ lòng thương mến nên nô tài càng quyến luyến gã vừa nói vừa nức nở nghẹn ngào trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã nói tiếc nếu nô tài không phải về phúc trình thánh thượng thì đã ở lại ngũ đài sơn phục thị lão hoàng gia để khỏi lo ngài bị kẻ khác khinh nhờn Vua Khang Hy nói, tiểu quế tử, người quả là một tên thủ hạ rất thủy chung, trẫm nhất định trọng thường cho ngươi. Vì tiểu bảo mừng thầm trong giả, nước mắt không ngớt trào ra, gã lên giọng thổn thức. Thánh thượng đối với nô tài tử tế quá, nô tài không mong được ban thưởng gì nữa mà chỉ cần lão hoàng gia được mọi sự bình an là bọn nô tài đủ sung sướng lắm rồi. Gã một ngày một lớn khôn nên nghệ thuật nịnh hót cũng ngày càng tiến bộ chuyến này gã đến đảo Thần Long thường nghe người ngoài đảo chúc tụng, giáo chủ hưởng phúc trọn đời, thọ ngang thượng đế, ra mặt gã dày thêm một ít. Muốn lấy lòng ai gã nói toàn giọng tân bốc cũng không biết ngượng miệng, thẹn lòng. Vua Khang hy tin là gã nói thật liền phán, chấm cũng băn khoăn về nỗi phụ hoàng không có người phục thì. Người bảo hành Điên hòa thượng là một nhà sư lỗ mãng, hành động cục xúc, thấy bên phụ hoàng không có kẻ trầu hầu đắc lực, mà lòng chấm không yên được. Tiểu Quế Tử, Phụ Hoàng ưa thích người như vậy là may quá, vì Tiểu Bảo nghe nói tới đây miệng ha hốc ra không ngậm lại được nữa. Gã là thầm trong bụng, chết cha ta rồi, chết cha ta rồi, bữa nay thật là suối quẩy, lão gia nịnh hót quá độ để rước họa vào thân rồi. Lại nghe vua Khang Hy nói tiếp, lại đây chấm bảo, kẻ ra không có người kề cận bên chấm cũng không ổn, nhưng đạo làm con là phải hiếu thuận với phụ thân trong tay mình có vật gì thì phải lựa cái tốt nhất để dâng lên ra ra. Ngươi là tên thủ túc đắc lực, tùy người nhỏ tuổi mà rất được việc, đối với cha con chấm dốc giả trung thành. Vì tiểu bảo lại ngấm ngầm kêu trời, khổ dã tràn khổ dã nguy tai thậm nguy tai. Cha này mà phái lão gia lên ngũ đài sơn trầu trực lão sư thì thà rằng bỏ tù lão gia còn hơn. Vua Khang Hy nói tiếp, bây giờ đánh thế này vậy người lên ngũ đài sơn xuất gia làm hòa thượng là được ở chùa thanh lương phục thị phụ hoàng của trẫm vì tiểu bảo biết cục diện xoay chiều rất khẩn cấp gã không chờ nhà vua hết lời vội tâu liền được phục thị lão hoàng gia là điều mong muốn của nô tài còn bảo nô tài xuất gia làm hòa thượng thì cái đó nô tài không làm được vua khang hy mỉm cười nói nhưng không phải người vĩnh viễn làm sư phụ hoàng trẫm đã nhất tâm tu hành ngươi làm sư là để tiện phục thị lão nhân ra mà thôi. Sau này, chấm SAU này, ngươi muốn hoàn tục là tùy ngươi. Nhà vua có ý nói, ngày sau vua thuận trị già rồi viên tịch, khi đó gã là sư hay không cũng không ai ngăn cản. Vì tiểu bảo tuy là một đứa nhỏ tinh danh cơ biến mà lúc này cũng đành chịu bó tay. Gã biết tiểu hoàng đế rất thương yêu gã, nhưng mệnh lệnh của hoàng gia sai phái. Nếu gã kiên quyết không chịu, thì chẳng những bao nhiêu công phu trước kia để uổng phí, mà không chừng nhà vua mà trở mặt là lập tức mất đầu, chứ không phải chuyện trò chơi. Gã liền giờ bộ mặt đưa ma ra tâu, nô tài, nô tài cũng không thể rời xa thánh thượng. Gã nói câu này rồi khóc quà lên, lần này gã khóc đây là khóc thật chứ không phải khóc giả dối. Có điều cũng không phải khóc vì tất giả trung quân, mà thực tình gã không muốn lên ngũ đài sơn làm một tên tiểu hòa thượng vua Khang Hy cực kỳ cảm động, vỗ vai gã nói, thôi bây giờ thế này vậy, người cứ đi làm hòa thượng mấy năm để phục thị phụ hoàng cho chấm, rồi sau chấm sẽ phái người lên đón ngươi về kề cận bên mình, há chẳng hay lắm ư. Tuy phụ hoàng không cho chấm lên diện kiến, nhưng chấm không đi không được. Khi đó người lại gặp trẫm chứ không phải xa cách nhau mãi mãi. Nhà vua ngừng một chút rồi tiếp tiểu quế tử, người hãy ngoan ngoãn nghe lời chấm dặn bảo rồi sau này chấm sẽ cho ngươi làm quan. Nhà vua thấy vi tiểu bảo vẫn thổn thức hoài, liền tìm lời an ủi. Ngươi ở chùa có lúc nào rảnh rồi thì cố học lấy ít chữ để sau này làm quan lớn chứ chẳng phải tâm thương. Vì tiểu bảo nghe vua khang hy dỗ dành miệng lầm bẩm, ngày sau làm quan lớn thì chưa thấy con mẹ nó đâu, nhưng giờ phải đi làm hòa thượng là cái chắc. Nhưng rồi gã tự nhủ, ta lên ngũ đài sơn sẽ tìm chuyện nói hưu nói vườn, lừa dối lão hoàng gia, tha ta trở về cũng không phải chuyện khó. Ta chỉ bảo tiểu hoàng đế không có ta chầu hầu kề cận, ngài ăn không ngon, ngủ không yên. Chuyến này ta xa rời một vài tháng, ngài mong nhớ đã gầy đi mấy cân thịt. Như vậy lão hoàng gia thương xót ông vua con, nhất định cho ta về cung. Gã nghĩ ra đập kế này liền thu nước mắt lại, tông, thánh thượng sai khiến nô tài làm việc dù khó khăn đến đâu hay phải nhảy vào núi đao bể lửa nô tài cũng chẳng từ nan. Đừng nói thánh thượng cho đi làm sư, mà là làm con rùa đen hay con trừ, con khỉ gì nô tài cũng cứ làm. Xin thánh thượng cứ yên lòng, nô tài quyết định tận tâm kiệt lực để phục thị lão hoàng gia để ngọc thể ngài được khang cường, sống lâu trăm tuổi ngài còn được, chọn đời hưởng tiên phúc, thọ ngang thượng đế, vua khang hy cả mừng vừa cười vừa khen ngươi rời kinh thành có hai tháng mà học vấn tăng tiến khá nhiều dùng thành ngữ rất đúng nhà vua là hỏi sao nhà ngươi ở ngũ đài sơn lâu như vây phải chăng ngươi đã phải trải nhiều khó khăn mới được ra mắt lão hoàng gia vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng chuyện ta ra đảo thần long nên giấu nhẹm đi là hơn gã liền đáp đúng thế ở chùa thanh lương ngoài phương trượng trụ trì còn vị lão hòa thượng Ngọc Lâm cứ khăng khăng không chịu thừa nhận có lão hoàng gia ở đó. Nô tài không tiện nói huyệt tuệt ra, đành quanh quẩn đi đi lại lại những ngôi chùa ở trên núi để làm pháp sự. Bữa nay cúng Phật ở chùa Hiền Thông, ngày mai lại cúng đường, cúng bố tí quỷ đói ở chùa Bảo Hoa. Thậm chí mấy ngàn sư già trẻ trên ngũ Đài Sơn, nô tài quen biết quá nửa. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp nếu không gặp vụ bọn lạt ma Tây Tạng đến rắc rối tìm kiếm lão hoàng gia, thì e rằng đến nay nô tài hãy còn phải bố thí tăng y cùng trai phạm. Vua Khang Hy nghe gã nói không khỏi bật cười. Ngài lại hỏi phong cảnh ngũ Đài Sơn có đẹp không? Vì tiểu bảo liền tả cảnh ngũ Đài Sơn cho nhà vua biết. Vua Khang Hy lắng tay nghe ra chiều thích thú rồi phán tiểu quế tử, người hãy đi rước phụ hoàng hồi cung nếu lão nhân gia nhất định không trở lại ngôi báo thì mở cuộc thanh tu ngay tại Hoàng Cung cũng vậy, chứ có khác gì. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, nô tài ế rằng chuyện này khó khăn lắm, bỗng nghe ngoài thư phòng có tiếng giày lẹp kẹp rồi âm thanh trong trèo của một thiếu nữ cất lên hỏi, hoàng đế ca ca, hoàng huynh không đến tỉ võ với tiểu muội ư. Tiếp theo là tiếng đạp cửa thình thình, vua khang hy mỉm cười nói, mở cửa ra, vì tiểu bảo tự hỏi, thị này là ai, phải chăng là kiến ninh công chúa gã bước tới bên cửa vừa rút then cài thì người bên ngoài hết sức đẩy mạnh một cái cánh cửa thư phòng vang đánh chát một tiếng vì tiểu bảo bị cánh cửa đập vào chán đau điếng người tiếp theo một luồng gió xô tới một thiếu nữ mình mặc áo gấm màu đại hồng tiến vào hỏi tiểu muội chờ hoàng huynh lâu quá mà không thấy tới phải chăng hoàng huynh sợ tiểu muội rồi không dám tới tỷ đấu nữa vì tiểu bảo đưa tay lên sờ chán đồng thời gã liếc mắt nhìn thì thấy thiếu nữ này mới 13-14 tuổi, không chừng còn kém gã một vài tuổi. Thiếu nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, cặp môi mỏng dính coi thật hấp dẫn. Vua Khang Hy cười đã, ai người ta sợ cô, e rằng đến gã đồ đệ của chấm cô cũng không địch nổi thì động thủ với chấm thế nào được. Thiếu nữ lấy làm kỳ hỏi, Hoàng Huynh đã thu đồ đệ rồi ư, ai là đồ đệ của Hoàng Huynh? Vua Khang Hy nháy vi tiểu bảo, đáp gã là đồ đệ của ta tên tiểu quế tử võ công của gã hoàn toàn do một tay ta truyền thụ rồi nhà vua quay lại bảo vi tiểu bảo tiểu quế tử đồ nhi làm lễ tham kiến sư cô là kiến ninh công chúa đi vì tiểu bảo lẩm bẩm quả nhiên là kiến ninh công chúa gã biết rằng lão hoàng gia sinh được sáu cô công chúa thì năm cô chết non hết chỉ có một mình vị công chúa này là lớn khôn kiến ninh công chúa là con ruột của hoàng thái hậu vì tiểu bảo sợ thái hậu như cọp dữ, bình thời gã rất ít bén mảng đến gần từ ninh cung, từ ninh công chúa trước nay chưa vào ngự thư phòng của hoàng đế, nên bây giờ gã mới gặp nàng lần đầu. Vì tiểu bảo nghe nhà vua chỉ phán biết rằng ngài muốn đùa giỡn cô em, gã liền cười hì hì, hì tiến lại vấn an nói, sư diệt là tiểu quế tử khấu đầu ra mắt sư cô đại nhân, sư diệt cầu chúc sư cô vinh an vạn phúc. Kiến ninh công chúa cười khanh khách đột nhiên nàng vung cước đá trúng vào hàm dưới vi tiểu bảo phát cước này nàng đá không có dấu hiệu gì báo trước mà vi tiểu bảo lại co một chân khom lưng đứng bên nàng thi lễ thì còn tránh làm sao được vi tiểu bảo chưa dứt lời đã bị kiến ninh công chúa đá một cước khá nặng vào hàm làm cho răng cắn phải đầu lưỡi gã đau quá mở miệng ối một tiếng máu tươi phun ra chảy ra đầy vạt áo vua khang huy kinh hãi ngập ngừng ngươi ngươi kiến ninh công chúa cười nói hoàng đế ca ca đồ đệ của huynh chỉ là cái bị thịt công phu chẳng có gì tiểu muội đã gã một phát để thử coi bàn lãnh gã mà gã không tránh kịp tiểu muội xem chừng võ công của hoàng huynh cũng chỉ có bấy nhiêu thôi nàng nói xong nổi lên cười khanh khách vì tiểu bảo tức giận chửi thầm đến mấy chục câu quân chó đẻ đồ đỉ điếm nhưng gã ở trong hoàng cung công chúa khác nào chủ nhân nàng muốn giết gã lúc nào chẳng được nên gã không dám lên tiếng phản đối. Vua Khang Hy hỏi tiếp sao, rằng người cắn phải đầu lưỡi có đau lắm không? Vì tiểu bảo nhăn nhó, cười đáp, không giao cả, không giao cả, đầu lưỡi gã bị thương nên nói năng không được rõ ràng. Kiến ninh công chúa liền uốn lưỡi bắt trước giọng nói ngọng nhịu của gã lập lại, không giao cả, không giao cả, mới mất mạng có một nửa còn không giao cả. Rồi nàng lại cười ngặt nghẽo vươn tay trái ra nắm lấy tay vua Khang Hy vừa kéo vừa nói, đi chúng ta đi tỉ võ. Nguyên lúc Thái Hậu dạy vua Khang Hy luyện võ, kiến ninh công chúa đứng coi rất lấy làm thú vị, liền năn nỉ mẫu thân dạy mình. Hoàng Thái Hậu chiều lòng chỉ dạy sơ qua, công chúa thấy mẫu thân không dạy mình tận tâm như dạy Hoàng Huynh mà tính nàng lại hiếu thắng. Nàng liền tìm bọn thị vệ trong cung học quyền cước. Nàng học chỗ này mấy chiêu, chỗ kia vài thức, luyện tập hai ba năm trời cũng thành tựu được đôi chút mấy bữa trước đây nàng học được mấy chiêu cầm nã đã tỉ thí với bọn thị vệ dĩ nhiên bọn này phải nhường nhịn nàng tên nào cũng làm bộ bại trận để nàng đánh ngã lộn hoặc thua chạy tơi bơi kiến ninh công chúa là người rất thông minh làm gì nàng chẳng hiểu bọn thị vệ gạt mình để làm vừa dạ nên nàng chẳng cam tâm chút nào chẳng những nàng không hứng thú mà còn bực mình nữa nàng liền ước hẹn với hoàng đế ca ca tỉ võ Lâu này vua Khang Hy không được tỷ đấu với vi tiểu bảo, chân tay cũng ngứa ngáy khó chịu, thấy ngự muội hẹn hò tỷ võ, ngài liền ưng ngay. Hai người từng từng động thủ tỷ đấu trong tiền điện, vua Khang Hy tỷ võ với nàng nửa chân nửa giả, có lúc nhường nhịn có lúc không, trong năm cuộc tỷ đấu ngài thắng đến bốn. Kiến ninh công chúa tức quá không chịu được, liền nàng nặc đòi mẫu thân dậy chiêu thức. Hoàng Thái Hậu bị trọng thương mới khỏi tinh thần chưa được phục hồi liền đẩy nàng ra công chúa đành lại đi kiếm thị vệ học lấy mươi chiêu cầm nã rồi ước hẹn vua khang hy tỷ đấu không ngờ gặp ngày vi tiểu bảo về cung vua khang hy mải nói chuyện quyên bằng cuộc ước hẹn với công chúa lúc này vua khang hy được tin đích xác về phụ hoàng nỗi lòng rào rạt vừa thương cảm vừa vui mừng tâm hồn thẳng thốt ngài không còn hứng thú cùng cô em đùa giỡn liền nói hiện giờ tiểu huynh có việc gấp không được dành để cùng hoàng muội tỉ võ. Vậy hoàng muội hãy về luyện kỹ đi, mấy bữa nữa chúng ta sẽ tỉ thí. Kiến ninh công chúa cặp lông mày bỗng nhăn lại, đáp chúng ta cũng như bọn hào hán trên giang hồ, đã tỉ võ là phải đánh nhau đến chết mới thôi. Hoàng huynh không đi phó ước há chẳng để anh hùng hào hán trong thiên hạ cười cho túi óc. Hoàng huynh không dám tỉ đấu tức là thua rồi. Mấy câu đầu lưỡi của võ sĩ này nàng học được ở nơi bọn thị về. Vua Khang Hy nói, được rồi, chấm chịu thua hoàng muội cũng được chứ sao. Kiến ninh công chúa của chúng ta bản lãnh cao minh bậc nhất thiên hạ, tay đánh nam sơn mãnh hổ, chân đá bắc hải giao long. Kiến ninh công chúa cười nói, chân đá bắc hải mau trùng, nàng liền vung chân đá vì tiểu bảo, vì tiểu bảo nghiêng mình né tránh. Công chúa đá vào quãng không, nàng thấy hôm nay hoàng đế không chịu tỉ võ với mình mà bọn thị vệ thân thể cao lớn, võ công thâm hậu, nếu đấu thật dĩ nhiên nàng không địch nổi liền tự nhủ gã tiểu thái giám này nhỏ tuổi thân hình suýt xoáy với ta mà chân tay rất linh hoạt ta bắt gã tỷ đấu cũng hay nàng liền nói thôi được sư phụ ngươi sợ ta không dám động thủ vậy ngươi hãy thay y ra đây tỷ đấu với ta nhà vua vốn ưa thích cô em linh lợi hoạt bát này không nỡ để nàng cụt hứng liền bảo tiểu quế tử ngươi đi bồi tiếp công chúa sáng mai hãy đến đây trầu hồng. Kiến Ninh công chúa đột nhiên lớn tiếng hô: "Coi chiêu đây!" Nàng nắm tay thành quyền ra chiêu, chung cổ tề minh, nhằm đánh vào hai huyệt thái dương của vua Khang Hy. Nhà vua la lên: "Hay quá!" rồi vung tay lên gạt. Nhà vua lẫn nghiêng mình xoay tay thành chiêu, thôi sơn vọng nguyệt, khẽ đẩy vào lưng công chúa. Công chúa đứng không vững lảo đảo lùi ra mấy bước, vì tiểu bảo không nhịn được bật cười thành tiếng. Hồi 95, bị đòn đau trả hận đánh công nương công chúa thẹn quá hóa giận, lớn tiếng thoá mạ, tên thái giám chết băm chết vằm kia, mi cười gì vậy? Nàng vươn tay nắm lấy tay gã kéo ra, vì tiểu bảo mà chống lại thì công chúa không nắm chặt được, nhưng nô bộc đối với chủ nhân, khi nào dám vô lễ. Gã đành để công chúa nắm tay lôi ra khỏi ngự thư phòng, xuyên qua một dãy hành lang. Ngoài ngự thư phòng một lũ thị vệ cùng thái giám đứng chầu trực thấy tình trạng này không khỏi tức cười có điều chúng vẫn sợ quyền thế của vi tiểu bảo không dám cười lên tiếng vi tiểu bảo nói được rồi công nương cứ buông tay rồi bắt nô tài đi đâu nô tài cứ đi theo là xong công chúa đáp mi là tên cường đạo hoành hành bất pháp bữa nay ta đã bắt được có lý đâu buông tha mi một cách khinh suất ta hãy điểm huyệt mi rồi sẽ tính nàng chĩa ngón tay trỏ đâm mạnh mấy cái vào ngực gã nàng không hiểu điểm huyệt chẳng biết huyệt đạo ở chỗ nào cứ phóng tay đâm ẩu làm vi tiểu bảo đau dớn vô cùng. Gã la lên, trời ơi, điểm trúng huyệt đạo rồi. Gã ngồi phệt xuống trợn mắt há miệng, không nhúc nhích. Công chúa vừa kinh ngạc vừa khoan khoái, khẽ vung chân đá gã một cước, gã vẫn không cử động. Công chúa cười bảo, đứng đẩy, vì tiểu bảo vẫn ngồi y ra không nhúc nhích. Công chúa cho là mình đâm bừa đâm bãi mà ngẫu nhiên trúng huyệt đạo của gã thật nàng liền nói để ta giải khai huyệt đạo cho nàng co chân đá vào lưng gã một cái vì tiểu bảo bụng bảo dạ còn được nảy đá một cái mà chưa thấy giải khai được huyệt đạo cho ta thì e rằng à còn đá nữa gã liền ôi lên một tiếng đứng phát dậy đáp công nương bản lĩnh điểm huyệt và giải huyệt của công nương quả nhiên rất cao minh e rằng đức hoàng thượng cũng chưa bị kịp ai ngờ gã nịnh không phải đường công chúa hứ, một tiếng rồi hỏi, mi là một tên tiểu thái giám rất rào quyệt, ta điểm huyệt mi hồi nào, tuy nhiên nàng thấy gã đã thuận gió theo chiều, trong lòng cũng vui vui, liền bảo gã, ngươi hãy theo ta, vì tiểu bảo đi theo công chúa đến gian phòng mà trước kia gã đã cùng vua khang hy tỉ võ. Công chúa nói, cài cửa lại, đừng để người ta dòm trộm, học lén, vì tiểu bảo cười thầm nghĩ bụng, ngươi đã có bản lĩnh gì mà sợ người ta học lén nhưng gã cũng theo lời nàng đóng cửa lại. Công chúa cầm cây gióng cửa tựa hồ đưa cho vi tiểu bảo. Đột nhiên nghe đánh, bình, một cái, đầu gã đau choáng váng rồi ngất xỉu, không biết gì nữa. Khi gã hồn tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy công chúa đang cười hì hì, vạn lưng đứng đó. Nàng bảo, mi là đồ bỏ, đã học võ thì mắt phải nhìn đủ sáu mặt, tai nghe khắp tám phương. Ta dùng gióng cửa vung lên đánh, sao ngươi không phòng bị? Thế thì còn học võ công sao được? Vì tiểu bảo ngập ngừng, nô tài, nô tài, bỗng gã thấy đầu nhức như búa bổ, mắt bên trái ướt bầy nhầy không mở ra được, mũi người thấy mùi huyết tanh. Nguyên vừa rồi cây gióng cửa đánh gã bể đầu, chảy máu. Công chúa tay cầm gióng cửa vung lên quát, người có giỏi thì đứng lên đánh nữa. Nàng chưa nói rốt lời đã đập gióng cửa xuống vai gã đánh, chát, một tiếng. Vì tiểu bảo ối lên một tiếng, đứng phát dậy công chúa cầm gióng cửa quét ngang đánh vào chân gã vì tiểu bảo nghiêng mình né tránh rồi vươn mình toan đoạt cây gióng cửa công chúa la lên giỏi lắm cây gióng cửa vung lên đâm vào ngực gã vì tiểu bảo né tránh sang phía trái không ngờ gióng cửa xoay lại đập vào má trái của gã đánh chát một tiếng vì tiểu bảo mắt nảy đom đóm người lảo đảo mấy bước công chúa lại la lên ngươi là một tên cường đạo lục lâm ta phải giết mi mới được nàng lại đánh một đòn thật mạnh vì tiểu bảo té huệch xuống đất công chúa cả mừng giơ gióng cửa lên đập xuống sau gáy gã vì tiểu bảo nghe thấy tiếng gió rít lên rất mạnh ở phía sau sợ quá gã lăn người đi một vòng bỗng nghe đánh binh một tiếng gióng cửa đánh xuống đất công chúa bật lên tiếng la úi chao nàng dùng sức quá mạnh hồ khẩu cơ hồ toạc ra nàng nổi hung đạp mạnh lên lưng gã một cái vì tiểu bảo kêu lớn, đầu hàng, đầu hàng, đừng đánh nữa. Công chúa lại vung gióng cửa lên quật xuống đầu gối trái của gã. Vì tiểu bảo muốn nhảy lên nhưng lại té ngay xuống. Công chúa vẫn hầm hầm vừa cầm gióng cửa quật liên hồi vừa thóa mạ. Tên thái giám chết đâm này. Ta đánh mi mà mi dám tránh ư. Vì tiểu bảo đầu, cổ, vai đều bị thương chảy máu, đau không chịu nổi. Công chúa tuy sức không mạnh nhưng nàng ra tay chẳng nề nang gì tựa hồ muốn đánh chết gã ngay đương trường. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi, vừa tức giận dáng xoay mình đi nhảy vọt lên. Công chúa vung gióng cửa đánh vào mặt gã, vì tiểu bảo giơ tay trái lên đỡ, bỗng nghe, chát, một tiếng, xương tay trái gã suýt bị gầy. Vì tiểu bảo tự hỏi tại sao thị lại muốn đánh chết ta? a à, phải rồi, chắc thị vâng lệnh mụ điếm giả đến giết ta đây vì tiểu bảo nghĩ đến điểm này gã quyết định không thể để công chúa muốn đánh thế nào thì đánh gã giơ ngón tay trỏ và tay giữa bên phải lên thành thế song lòng thưởng châu đâm vào mắt công chúa công chúa la lên một tiếng vội bước lùi lại vì tiểu bảo quét chân ngang một cái làm cho công chúa té huỵt xuống đất nàng lớn tiếng quát tên thái giám chết chém này mì đánh ta thật ư vì tiểu bảo đoạt lấy gióng cửa toan đập xuống đầu công chúa thì thấy mắt nàng vừa lộ vẻ sợ hãi vừa tức giận. Gã giật mình nghĩ thầm, đây là nội viện trong Hoàng Cung, ta mà lấy gióng cửa đánh thị là phạm tội đại nghịch vô đạo. Trừ phi giết thị đi rồi dùng hoa thi phấn làm tiêu xác, không thì mối hậu họa này không biết đâu mà lường. Gã nghĩ vậy đâm ra ngần ngừ, tay dơ cao gióng cửa mà không dám đánh xuống. Công chúa lại quá tên tiểu thái giám này, hãy dắt ta dậy, vì tiểu bảo nghĩ bụng dù thị muốn giết ta thực cũng không phải chuyện dễ dàng gã liền đưa tay trái ra dắt công chúa dậy. Công chúa hỏi, võ công mi không bằng ta, chỉ vì ta sơ suất một chút mà bị ngươi quét ngã. Vừa rồi ngươi đã xin đầu hàng sao lại còn đánh, ngươi là nam tử Hán, là đại trượng phu sao không giữ quy củ võ lâm. Vì tiểu bảo trên chán máu chảy đầm đìa làm mờ cả mắt. Gã đưa tay áo lên lau, công chúa cười nói, ngươi thua thật rồi, thật là đồ vô dụng, ngươi để ta lau máu cho nàng lấy trong bọc tấm khăn tay trắng và tiến lại mấy bước. Vì tiểu bảo không tự chủ được, lùi lại mấy bước, nô tài không dám thế. Công chúa nói, chúng ta cùng là hảo hán trên trốn giang hồ, nên cùng hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn. Nàng liền cầm khăn tay lau huyết tích trên mặt gã, vì tiểu bảo người thấy mùi u hương trên người nàng tiết ra trong lòng không khỏi bâng khuâng. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, vì tiểu bảo nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của công chúa nước da trắng mịn, bất giác miệng lẩm bẩm vị tiểu công chúa này nhan sắc tuyệt đẹp. Công chúa lại nói, người xoay mình lại để ta xem vết thương ở sau gáy xem sao. Vì tiểu bảo theo lời xoay mình lại, trong bụng nghĩ thầm, ban đầu mình thật khéo đa nghi, té ra tiểu công chúa chỉ muốn giỡn chơi, có điều nàng nóng lòng hiếu thắng, ra tay chẳng biết trọng khinh. Gã lại thấy công chúa đưa tay lên khẽ thoa vào chỗ bị thương ở sau gáy. Bỗng gã la lên một tiếng, trời ơi! công chúa cười hỏi người đau lắm phải không vì tiểu bảo đáp không sao đâu đột nhiên sau lưng gã đau nhói lên dưới chân bị nàng móc ngã úp sấp người xuống đất nguyên công chúa lén rút đoàn đao giấu ở ống giày ra thừa cơ gã không đề phòng đâm trộm một nhát công chúa lại đạp lên lưng vi tiểu bảo cầm đao đâm vào hai đùi gã hai nhát rồi cười hỏi có đau lắm không vừa rồi ngươi bảo không sao cả nên ta đâm thêm mấy đao nữa vì tiểu bảo kinh hãi la thầm phen này lão gia chắc chết trên lưng và hai đồi gã bị đâm mấy đao tuy không đúng chỗ yếu huyệt nhưng cũng đau đến chết đi sống lại gã muốn thi triển chiêu thứ hai tiểu lân hoành trần mà hồng phu nhân đã dạy cho để thoát thân nhưng một là người gã bị thương không còn khí lực hai là chiêu này gã chưa luyện được thuần thục gã cựa quẩn muốn luồn qua dưới quần nàng để chuồn ra sau lưng song gã cử động chậm quá người vừa lướt đi thì mông đít lại bị một nhát đau nữa. Bỗng nghe công chúa cười khanh khách, hỏi, người có đau lắm không? Vì tiểu bảo đã đau lắm, công chúa bản lãnh cao cường, nô tài không phải là đối thủ của lão nhân gia, những bậc đại anh hùng, đại hảo hán trên chốn giang hồ bắt được người rồi nhất định tha mạng. Công chúa cười nói, tội chết có thể tha được, nhưng tội sống khôn dung, nàng cúi xuống ngồi lên lưng gã, quát, người mà nhúc nhích là ta đâm một đao chết ngay vì tiểu bảo đáp nô tài không dám cử động chút nào công chúa ngồi đúng vào vết thương khiến gã đau quá rên rỉ không ngớt công chúa cởi dây lưng vi tiểu bảo ra cột hai chân hắn lại nàng còn dùng sức cắt đứt vạt áo gã rồi trói ngoặt cánh khuỷu hai tay hắn nữa nàng cười nói ngươi là tù binh của ta bây giờ chúng ta luyện một chiêu kêu bằng ra cát lượng thất cám mạnh hoạch những người trong hoàng tộc mãn thanh ai cũng thuộc hết sự tích trong tam quốc phò tam quốc diễn nghĩa công chúa đã đọc đi đọc lại ba lần nên bột miệng nói ngay đến chuyện tam quốc bắt mạnh hoạch vì tiểu bảo cũng nhớ thiên cổ sự này nên vội đáp giả dạ, giả, dạ. gia cát lượng bắt và buông tha mạnh hoạch đến bảy lần kiến ninh công chúa bắt tiểu quế từ mới một lần rồi buông tha mà gã không dám phản nữa thì công chúa so với gia cát lượng còn lợi hại hơn bảy lần công chúa nói không được gia cát lượng còn đất đạo quân mắc đằng giáp vì tiểu bảo giật mình kinh hãi vội nói nô tài không không mặc đằng giáp công chúa cười nói thế thì ta đốt áo ngươi cũng vậy chứ sao vì tiểu bảo lớn tiếng la không được không được công chúa tức giận hỏi sao lại không được ngày trước ra cát lượng muốn đốt là đốt quân đằng giáp không được nhiều lời nàng thấy trên bàn có cả đá lửa mồi lửa để bên cây đèn nến bèn bật lửa châm đèn vì tiểu bảo lại la ra cát lượng không đất chết mạnh hoạch mà công nương đốt chết nô tài thì không phải là ra cát lượng, chỉ là tào tháo. Công chúa vén tả áo gã lên toan châm lửa đốt thì đột nhiên nhìn thấy bím tóc đen nhánh trên đầu gã. Nàng chợt động tâm linh châm lửa đốt đuôi bím tóc, tóc là vật dễ cháy, vừa châm lửa đã cháy xèo xèo, khét mù khắp cả gian nhà vi tiểu bảo chẳng còn hồn ví nào nữa, kêu thét lên, cứu người, cứu người, tào tháo đốt chết ra cát lượng. Công chúa nắm lấy bím tóc lắc đi lắc lại không ngớt. Nàng cười ha hà nói, ngọn đuốc này đẹp đáo để, chỉ trong chớp mắt, lửa cháy vào gần, công chúa phải buông tay ra. Vì tiểu bảo thấy lửa cháy bùng lên không còn suy nghĩ gì nữa. Trong lúc nguy cấp, khí lực gã tăng lên rất nhiều. Gã nhảy sổ lại đâm vào lòng công chúa. Công chúa thét lên một tiếng, trời ơi, nàng lùi lại để tránh thì không kịp nữa. Vì tiểu bảo gieo đầu vào bụng dưới của nàng lửa đang cháy bừng bừng trên đầu gã liền tắt ngấm ngay. Công chúa giơ tay ra phủi quần áo cùng than bụi, cảm thấy bụng đau rát thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Nàng giơ chân lên đá lia lịa vào đầu vi tiểu bào. Nàng mới đá mấy cái gã đã ngất đi, đang lúc mê man, gã thấy toàn thân đau rát, tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy mình nằm ngửa dưới đất, ngực lột trần. Tay trái công chúa cầm một nắm bột trắng, tay mặt nàng cầm đoàn đao rạch một đường sâu xuống ba, bốn phân rồi đêm bột trắng sát vào vết thương. Vì tiểu bảo la dùng, trời ơi, công nương làm gì vậy? Công chúa cười đá tên thị vệ Trương Khang Niên nói là bọn chúng vừa bắt được cường đảo ác tặc. Nếu cha khảo không xưng thì bọn chúng sát muối vào vết thương khiến cho tặc nhân đau rát, la làng kêu cứu, rồi nhất định phải cung xưng. Vì tiểu bảo quả nhiên thấy vết thương đau rát từng hồi, lại la lớn, cứu mạng, cứu mạng, nô tài xin cung xưng. Công chúa cười ha hà nói, ngươi là cái bị thịt mới công xưng lệ thế, thì còn thú gì nữa? Ta muốn ngươi nói, lão gia đã lọt vào tay ngươi, ngươi muốn mổ, muốn giết thế nào là tùy ý nếu ta cho mày nhăn mặt thì không phải là hảo hán. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp, lần thứ hai ta rạch vào mình ngươi mấy vết thương, sát muối nhiều vào, ngươi hãy năn nỉ xin tha và thú tội thì mới đáng mặt anh hùng. Vì tiểu bảo tức quá, cất tiếng thoá mà, còn mẹ nó mi là quân đỉ điếm, trời ơi, không phải nô tài thoá mà công nương, nô tài, không phải là hảo hán, nô tài chịu thú rồi, nô tài chịu thú rồi, công chúa thở dài toan liệu nắm muối đi, sau nàng nghĩ lại vừa cầm nắm muối sát vào vết thương vừa lên mặt nghiêm nghị nói, ta là trưởng môn phái kiến ninh, võ công đệ nhất thiên hạ, bắt được ngươi là một tên đại đạo từng gây nên tội ác ngập trời. Vì tiểu bảo ngắt lời, phải lắm, phải lắm. Nô Tài là tên đại hán hái hoa, bữa nay vì võ nghệ kém cỏi bị trưởng môn phái kiến ninh võ công đệ nhất thiên hạ bắt được, quyết không sống nổi. Bạn hiểu giang hồ nói đúng, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Tại hạ chịu phục rồi, công chúa nghe gã nói toàn giọng hán tử giang hồ chẳng khác gì thị vệ trương khang niên, nàng vui vẻ đáp có thế mới được, đã đóng trò thì đóng cho đúng kiểu, vì tiểu bảo mắng thầm trong bụng quân đỉ điếm, loài chó đẻ thối tha. Những vết thương trong người làm cho đau thấu xương tủy, gã nghĩ không ra được là công chúa vâng lệnh thái hậu tên đến giết gã, hay là nàng muốn bắt trước đường lối của hào khách Giang Hồ. Rồi gã tự nhủ, còn được thối tha này thủ đoạn tàn ác như vậy, thì dù thị muốn giỡn chơi, cái mạng của lão gia cũng chết về tay thị. Bây giờ chỉ mong thoát thân, gã liền nhịn đau nói, lão gia chợt cảm thấy có điều không phục, trưởng môn lão sư lão sư có giỏi thì buông tha lão gia để chúng ta lại tỷ đấu. Nếu lão sư sợ võ công lão gia cao cường, không dám động thủ thì chém một đao đi cho rồi. Lão gia sẽ biến thành quỷ sứ, ban ngày cứ theo sau lưng lão sư, tôi đến lại chui vào trong chăn vặn cổ hút máu lão sư. Công chúa sợ quá la lên một tiếng, úi chao, rồi cất giọng run run hỏi, ta giết ngươi làm gì? Vì tiểu bảo nói, nếu vậy thì buông tha lão gia ra. ra. Công chúa nói, ta không tha tên thái giám chết đâm này, người ham dọa ta, nàng lại cầm lấy cây đèn nến hất vào mặt vi tiểu bảo. Ngọn lửa vừa chạm vào mặt, vi tiểu bảo đau quá, ngửa đầu về phía sau. Gã thúc mạnh vai vào cánh tay công chúa, công chúa sảnh tay đánh rớt cây đèn xuống đát, ngọn lửa tắt phụt ngay. Nàng giận quá cầm gióng cửa quật túi bụi xuống đầu, xuống cổ gã. Vì tiểu bảo đau đớn không chịu được than thầm, phen này chắc ta không sống được nữa gã lớn tiếng la, trời ơi, người đánh chết ta rồi đoạn gã giả vờ nằm chết không nhúc nhích. Công chúa mặt giận hầm hầm quát, đừng giả chết, hãy tỉnh lại cùng ta giỡn chơi, vì tiểu bảo vẫn không nhúc nhích, bây giờ công chúa đã hơi hoang mang, nàng sợ gã bị đánh chết thật liền khẽ đá và người gã một cái vẫn không thấy gã cử động. Mặt mũi, mình mầy gã đầy những máu tươi, công chúa nghĩ tới vì tiểu bảo chết rồi sẽ biến thành ác quỷ lại càng hoàng hốt đổi giọng ôn nhu nói, thôi, ngươi đừng chết, ta không đánh ngươi nữa đâu, vì tiểu bảo nghĩ thầm, ta mà chết là hết chuyện sao lại bảo là đừng chết nữa. Câu này à nói tối quá, chó cũng không ngửi được. Công chúa lại đẩy gã mấy cái mà gã cũng vẫn không nhúc nhích. Nàng liền an ủi, ta xin ngươi, ngươi đừng biến thành ác quỷ để nhát ta. Ta không muốn đánh chết ngươi, chỉ vì muốn tỉ võ với nhà ngươi chơi, ai bảo ngươi là đồ vô dụng không đánh nổi ta đột nhiên nàng phát giác lỗ mũi vì tiểu bảo hãy còn hơi thở nàng mừng thầm sờ tay vào ngực gã thấy trái tim vẫn còn đập liền cười nói tên thái giám chết đâm này té ra ngươi còn sống chứ chưa chết lần này ta tha cho ngươi ngươi mau mau mở mắt ra vì tiểu bảo vẫn nằm yên công chúa không mắc bẫy gã nữa nàng lớn tiếng quát ta phải khoét mắt ngươi để ngươi chết biến thành con quỷ đuôi mù chẳng biết đường mà tìm thấy ta nàng cầm đoàn đao chỉ mũi vào mi mắt bên phải của gã. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, mắng thầm con được thối tha này việc gì thì cũng dám làm. Gã liền chằn mình một cái rồi lăn ra xa. Công chúa tức giận quá thằng tiểu quỷ kia, mi lại ham dọa ta. Ta, ta phải đâm mắt mi mới được. Nàng liền nhảy tới đạp chân lên ngực vi tiểu bảo, tay giơ đao đâm xuống mắt gã. Nhát đâm này không phải giả vờ, công chúa mà đâm chúng, thế đao rất mạnh, chẳng những lòi con ngươi mà mũi đau tất thọc tới óc. Vì tiểu bảo co hai chân lại, đầu gối gã thúc mạnh vào ngực công chúa đánh bình một cái. Công chúa lảo đảo người rồi té xuống. Nguyên công chúa vội nhảy sổ lại mà vi tiểu bảo thúc mạnh đầu gối lên. Dĩ nhiên luồng lực đạo rất mạnh đụng vào ngực nàng khiến nàng tắt hơi ngất đi, té xuống. Vì tiểu bảo cả mừng tự nhủ, thị mà hồi tình, quyết chẳng dung tha. Gã liền co mình lại thò tay rút lưỡi truy thủ trong ống giày ra trước hết gã cắt đứt những mảnh áo cột chân. Vì tiểu bảo đứng lên được liền đá mạnh vào đầu công chúa một phát để nàng không tỉnh ngay được. Gã lại đâm lưỡi đao cắm vào chân bàn rồi xoay mình, đưa hai tay vào lưỡi đao để cắt đứt dây lưng cột tay. Lưỡi đao rất sắc gã chỉ khẽ lia tay hai cái là dây lưng đứt hết. Vì tiểu bảo khác nào người chết được tái sinh, trong lòng vui sướng vô cùng. Gà thở phào nhẹ nhõm, người gã lúc này đầy vết thương đau đớn khôn tả nhưng lúc này gã chưa vội nghĩ tới, miệng lẩm bẩm bây giờ ta xử trí con được thối tha này bằng cách nào? Đây là một việc khó khăn, nghe giọng lưỡi của thị thì dường như thị muốn giỡn chơi chứ không phải vâng lệnh mụ điếm giả đến giết ta. Không thế sao thấy ta giả chết thị lại sinh lòng lo lắng. Nhưng trẻ nít giỡn chơi mà sao lại đùa nghịch một cách hung dữ như vậy? Rồi gã tự trả lời, à phải rồi, thị là công chúa nên trong lòng đã có sẵn thành kiến chẳng coi bọn cung nữ thái giám vào đâu. Ai chết cũng vậy mà sống cũng thế, thị coi mạng người như mạng con kiến, gã càng nghĩ càng tức giận, phóng cước đá thẳng vào ngực công chúa. Không ngờ phát đá này làm cho hơi thở đang bế tắc được lưu thông trở lại. Công chúa rên lên một tiếng rồi hồi tỉnh, nàng từ từ chống tay đứng dậy rồi cất tiếng thoá mà, tên thái giám chết đâm kia. Mi, nàng chưa dứt lời vi tiểu bảo giã giơ tay lên tát bốp bốp hai cái vào mặt nàng đồng thời một tay nắm lại thành quyền đấm vào trước ngực. Dưới chân đá móc một cái cho công chúa ngã lăn ra. Vi tiểu bảo nhảy lại cưỡi lên lưng công chúa, song quyền đánh vào người nàng như hồi trống. Từ chân công chúa đến trên lưng, dưới đít đều bị vi tiểu bảo dùng sức đấm thật mạnh. Gã vừa đấm vừa thoá mạ, quân chó đẻ, đồ đỉ ngựa, lão ra phải đánh chết mi. Công chúa la lên, đừng đánh, đừng đánh, người mà không kiêng phép nước thì ta kêu thái hậu giết ngươi kêu hoàng đế giết ngươi xử tử ngươi theo tội lăng trì vì tiểu bảo quả nhiên trong lòng sợ hãi liền dừng tay lại không dám đánh nữa nhưng rồi gã lại tự nhủ đằng nào ta cũng đánh rồi đã lỡ thì lỡ cho chót ta cứ dần thị một mẻ cho sướng tay dối đến đâu thì đến nghĩ vậy gã lại vung quyền lên đánh